Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 237, đường môn nghìn năm. Chu Thanh Nghiên, đại khái là nếu nhà em không bán nhà máy cho ông ta thì đừng hòng được yên ổn. Ngô Bình cau mày, em cho anh thông tin của người đó để anh điều tra. Chu Thanh Nghiên, vâng. Hai người trò chuyện thêm một lát thì Ngô Bình cúp máy, sau đó gọi Cương Tử đến đón mình về nhà. Sau khi anh về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, anh không đi ngủ nữa mà bắt đầu tu luyện thuật luyện thể. Động tác này đã khó hơn, anh tập đến khi trời sáng thì mới làm được, nhưng người đã mệt lạ, không thể cử động nổi một ngón tay. Nghỉ ngơi khoảng hơn một tiếng xong, anh lại ăn sáng rồi mới thấy khỏe lại. Khoảng 9 giờ sáng, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Diệp Thiên Tông, ông ấy bảo đã đến căn biệt thự số 1 ở Đông Hồ. Nghe nói sư huynh đến, Ngô Bình nhanh chóng sửa soạn đi đón ngay. Khi Ngô Bình đến nơi thì thấy Diệp Thiên Tông đang đứng xem thành quả tu luyện của Diệp Huyền rồi. Hiện giờ, Diệp Huyền đã có thể tập 20 động tác một cách lưu loát. Sau khi tập xong bài luyện thể, có một dòng khí lưu xoay chuyển quanh người anh ta. Diệp Thiên Tông mừng lắm, nhưng vẫn cố kiềm chế rồi nghiêm mặt nói, sư thúc tổ dạy con có mấy động tác mà luyện mấy ngày mới xong, đúng là kém cỏi. Diệp Huyền bị ông mình mắng từ nhỏ đến lớn nên quen rồi, anh ta tỉnh bơ nói, ông ơi, thế mà ông cũng nói được à? Tiền bối bảo cháu là thiên tài võ thuật đấy, chứng tỏ trước kia ông già rồi nên không biết cháu có tài. Diệp Thiên Tông bị cháu mình nói cho đỏ mặt, chuyện này không thể trách ông ấy được, nếu không có Ngô Bình, chắc ông ấy đã làm lỡ giờ tu luyện của cháu mình. Ông ấy trừng mắt rồi giơ tay định đánh Diệp Huyền, nhưng đã bị Ngô Bình chạy tới cản lại. Anh cười nói, sư huynh, anh đừng đánh Diệp Huyền nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, anh nói với Diệp Huyền, anh mang mấy thùng rượu đến đúng không, mau lấy ra đây. Diệp Huyền cười nói, vâng. Rõ ràng anh ta có thái độ khác hẳn ban nãy. Diệp Huyền vừa đi thì Diệp Thiên Tông đã thở dài rồi nói với Ngô Bình, sư đệ, anh không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Huyền Nhi nói đúng, anh già thật rồi. Ngô Bình mời ông ấy ngồi xuống rồi cười nói, chúc mừng sư huynh, Diệp Huyền là thiên mạch, trong người có hai hệ thống kinh mạch, một chính một phụ. Nếu anh ấy tu luyện thì trong 3 năm thôi sẽ trở thành tông sư cảnh giới thần, kiểu gì cũng thành tiên trước năm 35 tuổi. Diệp Thiên Tông đỏ mắt nói, thế thì tốt quá rồi, anh cũng đỡ hổ thẹn với Tiểu Kinh và Tố Tịch. Ngô Bình, đó là bố mẹ của Diệp Huyền ạ. Diệp Thiên Tông gật đầu, nếu hai đứa nó còn sống thì tốt biết bao. Nói rồi, ông ấy rơi nước mắt. Ngô Bình an ủi, sư huynh, thành tựu của Diệp Huyền sẽ rất xuất sắc, đó là ông trời bù đắp cho anh. Đúng vậy, anh còn gì để mà oán trách nữa chứ, Diệp Thiên Tông lau nước mắt rồi nói, sư đệ, anh đến đây một là thăm Diệp Huyền, hai là muốn kể chi tiết chuyện ở Thiên Kinh cho cậu nghe. Ngô Bình gật đầu, sư huynh, Độc Phật và Trương Nguyên cổ đó sao rồi? Diệp Thiên Tông, thế lực của Độc Phật đã được xử lý sạch sẽ rồi. Hơn nữa người của anh còn để lại thế lực chân không sau khi tiêu diệt Độc Phật. Còn Trương Nguyên Cổ, dù hắn đã bị thương nặng, nhưng đã chạy thoát mất rồi. Đã thế hắn còn là trụ cột của Tiên Cơ, anh không tiện dây vào thế lực này. Hiện giờ, Trương Nguyên Cổ đang trốn để trị thương, tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Ngô Bình, vậy thì tốt, chờ hắn hồi phục thì Diệp Huyền cũng tu luyện được kha khá rồi. Diệp Thiên Tông, tạm thời, chúng ta vẫn chưa thể lơ là được. Trương Nguyên Cổ vẫn có các thế lực khác nữa. Ông ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, nay anh đến tìm cậu là còn một chuyện nữa. Ngô Bình cười hỏi, chuyện gì mà bắt anh tôi phải lặn lội đường xa thế này? Diệp Thiên Tông nhìn anh, sư phụ đã xếp cho cậu một hôn sự. Ngô Bình ngẩn ra, hôn sự ư? Diệp Thiên Tông, ngày xưa, sư phụ đã giao hẹn với người ta, là cho một đệ tử của mình lấy người của Đường Môn, hay chính là cô cháu gái của Đường Thiên Tuyệt. Ngô Bình giật mình nói, sư huynh, anh đừng đùa. Diệp Thiên Tông nghiêm túc nói, chuyện này đùa sao được. Anh chỉ truyền đạt lại ý của sư phụ thôi. Đường Thiên Tuyệt đã ở cảnh giới địa tiên, vai vế còn cao hơn sư phụ, cháu gái ông ấy xinh lắm, là chủ tịch của một công ty lớn nữa, rất xứng đôi với cậu đấy. Ngô Bình đen mặt nói, sao huynh không đi mà lấy cô ấy. Diệp Thiên Tông ho sặc sụa, anh già thế này rồi, dù anh có ưng thì người ta cũng không thèm đâu. Ngô Bình lắc đầu, sư huynh, em không đồng ý được. Diệp Thiên Tông cười nói, cậu đừng từ chối vội, bên kia đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau ở tỉnh rồi, cậu cứ đi gặp đi, biết đâu lại thích thì sao. Ngô Bình, không. Diệp Thiên Tông cười nói, sư đệ, nếu cậu không thích thì anh cũng không ép, được chưa?
Ngô Bình nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Tông, sau đó thấy nụ cười của ông ấy như có hàm ý nào đó, anh hỏi, thật không? Diệp Thiên Tông, anh mà phải lừa cậu à? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, nếu chỉ gặp một lần thì em đi cũng được. Diệp Thiên Tông lắc đầu, cậu đúng thật là, có biết bao người mong không được không mà cậu còn chê. Ngô Bình không biết nhiều về Đường Môn nên hỏi, sư huynh, Đường Môn có quyền thế lắm ạ. Diệp Thiên Tông nhìn anh, họ tồn tại rất nhiều năm rồi, bao đời vua sụp đổ mà họ vẫn đứng sừng sững đấy thôi. Ngô Bình kinh ngạc, nói vậy là họ đã truyền thừa cả nghìn năm rồi ư. Diệp Thiên Tông gật đầu, cho nên sức mạnh của họ vượt xa sức tưởng tượng của cậu đấy. Còn truyền thừa thì không kém gì Đại Thiền Tự, Võ Đang, Long Hổ Môn đâu. Tiền tài thì họ đã thực hiện kế hoạch nuôi rồng đào tạo ra rất nhiều thiên tài kinh doanh ở khắp cả nước. Ngô Bình tò mò, kế hoạch nuôi rồng ư. Diệp Thiên Tông, con gái của nhà họ Đường đã lấy một người có thiên bẩm và tài năng, sau đó họ đã mượn thế lực của nhà họ Đường để phát triển nhanh chóng. Dựa theo câu rể hiền của người xưa mà kế hoạch này được gọi là nuôi rồng. Sau đó, ông ấy nói tiếp, sư đệ, nếu cậu ưng cô gái kia thì chắc chắn sẽ được Đường Môn hậu thuẫn nhiều đấy. Chương 238, đăng báo tìm người thân. Ngô Bình ngạc nhiên, thế lực của Đường Môn mạnh vậy ạ? Diệp Thiên Tông, đương nhiên, cậu thấy thần võ ti có mạnh không? Thế mà mình không quản được việc của họ đâu. Ngô Bình, sao họ lại mạnh thế ạ? Diệp Thiên Tông, nhờ cả vào truyền thừa đấy, nó giúp họ sinh ra rất nhiều cao thủ. Hơn nữa vào thời vũ khí lạnh, ám khí, độc dược của họ là vô địch thiên hạ, có lần còn thành lập cả một tập đoàn ám sát rất đáng sợ. Vào thời cận đại, dù tập đoàn ám sát hoạt động rất kín, nhưng không ai dám nghi ngờ thực lực của họ. Đường Môn mượn đó rồi cắm rễ ở một phương, thế lực ảnh hưởng tới tận 7 tỉnh lân cận, ai đắc tội với họ đều không có kết cục tốt đẹp. Sao nghe anh nói có vẻ như bất mãn với họ quá vậy, Ngô Bình hỏi, có phải họ rất độc tài không? Lại chẳng. Phải gọi là vô pháp vô thiên mới đúng, Diệp Thiên Tông lắc đầu, may mà Đường Thiên Tuyệt có thể trói được họ, không thì có mà đại loạn rồi. Ngô Bình, sư huynh, sao sư phụ lại muốn liên hôn với Đường Thiên Tuyệt? Hồi đó, người đã nhận em làm đệ tử đâu? Diệp Thiên Tông cười khổ nói, sư phụ cũng bị dồn vào thế bí. Năm xưa, người cá cược thua với Đường Thiên Tuyệt, ông ta yêu cầu sư phụ nhận thêm một đệ tử nữa, sau đó cho lấy cháu gái ông ta, mà khi ấy cô bé mới 3 tuổi thôi. Ngô Bình ngạc nhiên, 3 tuổi ư, vậy chứng tỏ khi nhận em làm đệ tử, sư phụ đã tính đến chuyện này rồi đúng không? Diệp Thiên Tông, cũng có thể, đây là nhiệm vụ của đệ, vừa được ôm người đẹp về nhà, vừa được Đường Môn chống lưng cho thì còn gì bằng nữa. Ngô Bình thở dài. Diệp Thiên Tông, sao lại thở dài thế? Ngô Bình, một triều đại chỉ kéo dài cỡ vài trăm năm, trong khi Đường Môn này tồn tại cả nghìn năm rồi, em thật sự không thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp thế nào. Thế lực kiểu này chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, em thấy hơi hãi. Diệp Thiên Tông vỗ vai anh, sư phụ có bắt cậu phải lấy cô ấy đâu, chỉ đi làm quen thôi mà. Một lát sau, Diệp Huyền đã bê rượu ra, sau đó cả ba cùng nhâm nhi. Trong lúc đó, Ngô Bình đã kể chuyện thần linh và Trương Huyền Thanh mất tích mà Kê Ôn kể cho họ nghe. Diệp Thanh Tông trầm giọng nói, anh đã từng nghe nói đến chuyện này, dạo này đang có khá nhiều người đến tỉnh ca. Chắc chắn là có liên quan đến vụ này. Sư đệ, sắp tới cậu nhớ chú ý theo dõi nhé. Ba người uống đến 12 giờ trưa, Diệp Thiên Tông có vẻ rất vui nên uống khá nhiều, giờ đã ngả say. Sư đệ, tối nay cậu hẹn Lạc Trường Sinh ra đi, anh muốn gặp, giọng nói của ông ấy rất nhỏ nên Diệp Huyền ngồi ngay bên cạnh cũng không nghe thấy. Ngô Bình gật đầu rồi cùng ly với Diệp Thiên Tông, sau đó ngửa cổ uống cạn, sư huynh, anh nghỉ ngơi một lát đi, chiều em lại tới. Ngô Bình đi ra ngoài rồi gọi ngay cho Dương Kiệt, anh lấy số từ Ngô Mi. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối, giọng của Dương Kiệt vang lên, anh đồng ý giúp tôi ư. Ngô Bình, 10 giờ tối nay, anh hãy đến tòa biệt thự ở số 1 Đông Hồ, tôi sẽ chờ anh ở đó. Dương Kiệt nói, chỉ có mình anh thôi à. Còn sư huynh của tôi nữa, Ngô Bình nói, anh có thể không đến, nhưng nếu vậy thì đừng bao giờ tìm tôi nữa. Dương Kiệt trầm mặc một lát rồi nói, được. Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ, sau đó, cậu ấy ngắt máy. Về nhà xong, Ngô Bình phát hiện mẹ mình đang cầm cái điện thoại đến thất thần, đến nỗi không biết anh đã về. Mẹ ơi, mẹ nhìn gì thế? Ngô Bình ngồi xuống cạnh Trương Lệ rồi hỏi. Anh liếc nhìn vào màn hình điện thoại của bà rồi ngẩn người, đây là quảng cáo tìm người thân. Trên đó có một cậu bé khoảng 3 đến 4 tuổi,
thoạt nhìn trông khá giống anh hồi còn nhỏ. Ai thế mẹ? Ngô Bình hỏi. Trương Lệ thoáng do dự rồi đáp, mẹ thấy bức ảnh này rất giống bố con hồi nhỏ. Ngô Bình chấn động, bắt đầu đọc các thông tin bên dưới quảng cáo. Cậu bé tên là Lý Niệm Tổ, người thành phố Nam Đô, tỉnh Vân Đông. Bức ảnh này chụp lúc ông ấy 3 tuổi, có nghĩa là khoảng hơn 40 năm về trước. Ngô Bình lẩm bẩm, 43 năm trước là 3 tuổi rưỡi thì bây giờ 47 tuổi. Anh hỏi Trương Lệ, mẹ, năm nay bố cũng 47 phải không? Trương Lệ gật đầu, bố con không nhớ sinh nhật đâu, chỉ áng là chừng ấy tuổi thôi. Ngô Bình chớp mắt nói, mẹ, bố là con nuôi của nhà họ Ngô thì khéo cũng có khả năng đấy. Trương Lệ thở dài nói, có khả năng hay không thì giờ cũng không quan trọng nữa, vì bố con đã mất rồi. Ngô Bình nói, không được, con phải điều tra rõ xem ông bà nội ruột của mình là ai. Trương Lệ lắc đầu, tùy con. Có lẽ vì nhớ chồng nên trông Trương Lệ rất ủ rũ, sau đó đứng dậy đi về phòng mình. Ngô Bình đã bị khơi dậy sự hiếu kỳ, anh suy nghĩ rồi gọi cho Hàn Bạch, anh Hàn, em muốn nhờ anh một việc. Hàn Bạch cười nói, chú em khách sao thế, có gì cứ nói. Ngô Bình, 43 năm trước, Ngô Liên Thắng ở Vân Kinh đã nhận nuôi một đứa trẻ, đó là Ngô Chân Đông bố của em đang muốn biết lai lịch thật sự của bố mình, anh có tra được không? Hàn Bạch, chắc được. Chỉ cần tìm được người bán đứa trẻ ấy là có manh mối ngay. Có điều chắc hơi lâu đấy, khéo người ta còn mất rồi cũng nên. Chương 239, bạn thuở nhỏ. Ngô Bình nói, cứ thử đi, không tra được cũng không sao. Phải rồi, tôi nhìn thấy một tờ đăng tìm người thân, có lẽ sẽ có ích, anh tra giúp tôi nhé. Sau đó anh liền gửi những thông tin liên quan vào hòm thư cho Hàn Bạch để nhờ anh ta điều tra. Anh vốn định tu luyện một lát, nhưng mới luyện vài phút thì đã nhận được một cuộc gọi, là Trương Bửu Thắng. Cậu ta cười nói, Tiểu Bình, chiều nay cậu có rảnh không? Trương Bửu Thắng sống ở một con phố khác nhà anh, hồi nhỏ hai người thường chơi với nhau. Sau khi anh lên cấp 3 thì hai người cũng ít qua lại, nhưng mỗi dịp lễ Tết hai người vẫn thường gặp mặt. Không bận gì, cậu cứ nói đi, anh nói. Trương Bửu Thắng nói, Tiểu Bình, cậu còn nhớ Trương Bửu Phong không? Tất nhiên Ngô Bình không thể nào quên được cái tên Trương Bửu Phong. Hai người cùng sống trên một con phố, đó là tên cầm đầu lũ trẻ hồi xưa ở Trương Gia Trang. Tên đó hơi danh mãnh, còn chưa học cấp 2 đã đi lăn xả ngoài xã hội, gây ra rất nhiều tai họa. Bố mẹ hắn thấy hắn ngang ngược tung hoành như vậy thì hạ quyết tâm, sau đó đưa hắn đi lính. Bây giờ hắn đã đi bộ đội được khá lâu rồi. Nhưng từ khi còn nhỏ Ngô Bình đã bị Trương Bửu Phong bắt nạt rất nhiều. Hai người đánh nhau như cơm bữa, lần nào anh cũng bị đánh. Cũng hết cách, bởi Trương Bửu Phong lớn hơn anh một tuổi, còn đô con, mạnh hơn hẳn anh đánh không lại. Tên đó về nhà rồi à, anh hỏi. Trương Bửu Thắng, đúng vậy, mới về hôm qua, nghe nói đã xuất ngũ rồi. Hôm nay tôi thấy hắn ở cổng thôn, hắn nói chiều nay mời mọi người uống rượu. Tôi nghĩ cũng chỉ còn mấy người chúng ta ở trong thôn, thế nên mới gọi điện cho cậu hỏi xem cậu có đi không. Ngô Bình cũng không muốn gặp cái người từ nhỏ đã có quan hệ không tốt với mình, hơn nữa còn nhiều năm không gặp, anh đang định từ chối thì Trương Bửu Thắng nói, Tần Nhược Vũ cũng đi đấy. Tần Nhược Vũ sao? Trái tim Ngô Bình giận nảy, Tần Nhược Vũ chính là hoa khôi của Trương Gia Trang, tuổi cũng tương đương anh. Hồi còn nhỏ anh thân với Tần Nhược Vũ nhất, hai người thường chơi đồ hàng với nhau, thậm chí còn học theo TV mà hôn nhau. Tần Nhược Vũ trong ấn tượng của anh vừa xinh đẹp vừa khéo miệng. Ai cũng quý cô, cả thôn ai cũng thích cô. Nhưng hồi học lớp 7, Tần Nhược Vũ đã theo bố mẹ chuyển đến Hải Thành, từ đó về sau họ không còn liên lạc nữa. Tần Nhược Vũ trở về rồi sao, anh rất tò mò. Trương Bửu Thắng nói, tôi nghe nói cô ấy về cũng giật hết cả mình, hình như là về xử lý chuyện trong nhà. Hơn nữa cô ấy còn đem theo bạn trai về, tên đó lái xe Bentley đấy, trông giàu lắm. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi sẽ đi. Sau khi hỏi thời gian và địa điểm, anh nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, liền tiếp tục luyện đoàn thể thuật. Một tiếng sau, anh thay quần áo rồi cầm mấy chai rượu đến chỗ hẹn. Nơi hẹn là quán ăn của Mễ Kiến. Anh vừa đến thì Mễ Kiến đã vội vàng đi ra châm cho anh điếu thuốc, cười nói Tiểu Bình, họ vừa đến đấy, chú mau vào đi. Ngô Bình hỏi, anh Mễ, có mấy người đến? Tính cả chú là 7 người. Phải rồi, còn có một người ngoại tỉnh nữa. Anh ta chỉ vào chiếc Bentley cách đó không xa, kia là xe của gã đấy, tôi thấy với cái khí chất đó thì ắt hẳn là cậu ấm ở Hải Thành.
Ngô Bình gật đầu, đưa lên thêm mấy món ăn đi, tối nay em mời. Mễ Kiến bật cười, được luôn. Anh đi đến phòng bao thì thấy Trương Bửu Thắng đang ở gần cửa, có 5 người ngồi bên trong là Trương Bửu Phong, Tần Nhược Vũ, còn có 2 thanh niên cùng thôn, tuy không thân lắm nhưng anh cũng nhận ra. Người cuối cùng là một thanh niên ăn mặc rất thời thượng, còn đeo khuyên tai, chắc là bạn trai Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Phong lập tức đứng dậy, vài năm không gặp, hắn đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Hắn híp mắt cười nhìn Ngô Bình, nói Tiểu Bình, lâu rồi không gặp, sau đó hắn đưa tay ra. Ngô Bình cũng đưa tay ra, thấy trên tay hắn toàn vết chai, hơn nữa sức tay cũng rất mạnh, xem ra là luyện ở trong quân ngũ. Hồi nhỏ Trương Bửu Phong đánh Ngô Bình rất nhiều, cái bắt tay của hắn rất mạnh, nụ cười cũng càng tươi rói. Nhưng kỳ lạ là dù hắn có dùng sức thế nào thì biểu cảm Ngô Bình vẫn rất tự nhiên, cứ như hắn đang bắt tay với một bàn tay sắt vậy. Ngô Bình cười nói, Bửu Phong, cậu khỏe thật đấy. Sau đó anh lẳng lặng lắc tay. Lúc này, Trương Bửu Phong cảm giác như có một luồng sức mạnh to lớn đang tách 5 ngón tay của hắn ra. Hắn chợt hiểu ra, chàng trai này đã khác hẳn ngày xưa. Hắn lập tức ngừng suy nghĩ muốn đùa giỡn, nói Tiểu Bình, tôi rất vui khi cậu đến, lát nữa chúng ta phải uống cho đã đời. Ngô Bình mỉm cười, được, ngày xưa cậu đã có thể uống được nửa lít rượu trắng, bây giờ chắc còn uống được nhiều hơn nhỉ. Tần Nhược Vũ bên cạnh cũng đứng dậy, cô ấy rất xinh đẹp, là một mỹ nữ điển hình. Hơn nữa cô ấy còn trang điểm rất tinh xảo, ăn mặc đẹp đẽ, trông vô cùng xuất chúng, có thể thấy loáng thoáng những đường nét của năm đó. Anh Bình, lâu rồi không gặp, cô ấy mỉm cười, sau đó ôm Ngô Bình một cái. Ngô Bình hơi bất ngờ, lâu rồi không gặp mà cô ấy chẳng hề xa cách với anh. Nhưng anh mỉm cười ngay, nói, Nhược Vũ, em còn xinh hơn cả ngày xưa đấy. Thật sao, cảm ơn anh, Tần Nhược Vũ bật cười. Phải rồi anh Bình, để em giới thiệu nhé, đây là bạn trai em, Hứa Hạo Nhất. Hạo Nhất, đây là bạn thuở nhỏ của em, anh Ngô Bình. Chương 240, rượu thật rượu giả. Chàng trai đeo khuyên tai đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu với Ngô Bình coi như là chào hỏi. Ngô Bình cũng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh để rượu xuống một bên rồi ngồi xuống giữa Trương Bửu Thắng và Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Phong liền đổi chỗ với Trương Bửu Thắng, cười nói, Tiểu Bình, lát nữa tôi sẽ tự phạt 3 chén nhé. Ngô Bình cười nói, hả, làm sai chuyện gì mà lại phải tự phạt 3 chén? Trương Bửu Phong cười hì hì, hồi nhỏ tôi hay đánh cậu, hôm nay tôi chính thức xin lỗi cậu. Ngô Bình liền trợn nát, cậu mà nhắc đến cái này thì 3 chén cũng không đủ, ít nhất phải 10 chén. Trương Bửu Phong cười ha hả, được, 10 chén thì 10 chén. Mọi người cười nói vui vẻ. Hứa Hạo Nhất lại hơi mất kiên nhẫn. Gã nói, Nhược Vũ, ăn nhanh lên còn đi, hôm nay còn có việc đấy. Tần Nhược Vũ khẽ nhíu mày, nói, Hạo Nhất à, đã đến rồi thì ngồi lâu một chút đi. Nếu anh có việc gấp thì anh đi về trước đi. Hứa Hạo Nhất không nói nữa mà tự rót trà ngồi uống. Lúc này Trương Bửu Phong nhìn thấy cái túi Ngô Bình mang đến, liền cười, ái trà, cậu mang rượu đến à, để tôi xem là loại rượu nào. Trong túi có 5 chai rượu, 3 chai rượu vang và 2 chai rượu trắng, anh mang từ chỗ Diệp Huyền đến đây. Anh cũng không am hiểu về rượu lắm, chỉ lấy đại vài chai. Trương Bửu Phong lấy một chai rượu vang ra, bên trên có chữ nước ngoài. Vỏ bọc bên ngoài cho thấy nó đã rất cũ. Trương Bửu Phong vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc, ôi trời! Là rượu Romane Conti, loại rượu vang cao cấp, hơn nữa còn là từ năm 1950 nữa chứ. Trương Bửu Thắng chớp mắt, hỏi, Conti gì cơ? Trương Bửu Phong liền trợn mắt nhìn cậu ta, đây là loại rượu vang cao cấp nhất trên thế giới, chai loại thường cũng phải mấy trăm nghìn tệ đấy. Chai này còn được sản xuất từ 1950. Để tôi nhớ lại xem, đợt trước còn có một bình Conti 1970, nó được đấu giá với giá 2 triệu 800 nghìn tệ. Ôi trời, 2 triệu 800 nghìn tệ sao? Trương Bửu Thắng rất kinh ngạc, nhìn Ngô Bình, Tiểu Bình. Thảo nào nhà cậu lại xây biệt thự, mua siêu xe, hóa ra là giàu thế, uống rượu cũng phải uống loại mấy triệu tệ. Ngô Bình xứng ra, chai rượu này hơn 2 triệu tệ sao? Anh mà biết nó đắt thế thì anh đã không mang đến rồi. Nhưng anh cũng không thể tỏ vẻ xót của mà chỉ lạnh nhạt nói, tôi cất trong nhà nhiều lắm, hôm nay chỉ lấy đại một chai thôi. Tần Nhược Vũ cười nói, wow, rượu này tốt thế thì em nhất định phải nếm thử mới được. Hứa Hạo Nhất nhìn lướt qua rồi cười lạnh, đừng nên uống chai rượu giả này thì hơn, cẩn thận bị ngộ độc. Tần Nhược Vũ sững ra, rượu giả sao?
Hứa Hạo nhất châm điếu thuốc, gã tỏ vẻ mình rất am hiểu, chai rượu Conti năm 1950 loại cao cấp nhất mà lại xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cỏ gáy thế này, các người tin được à? Mấy người Trương Bửu Thắng đều chơi cùng Ngô Bình từ nhỏ nên biết rõ anh là người thế nào. Trương Bửu Thắng nói, tôi thấy nếu không có chứng cứ thì anh không nên nói linh tinh. Hứa Hạo nhất liền cười lạnh, tôi có nói linh tinh hay không thì các người uống thử là biết. À đúng rồi, ở cái quán cơm bé tẹo này thì chắc cả lọ đựng rượu cũng không có đâu nhỉ. Mễ Kiến vừa hay đang mang món ăn lên, anh ta nói, tôi vừa mới mua một bộ ly rượu thủy tinh, tôi sẽ mang lên cho mọi người dùng. Anh ta liền mang đến một lọ đựng rượu và 7 ly rượu. Chất lượng của ly rượu rất tốt, anh ta mua để tặng, bộ này anh ta mua hơn 3.000 tệ. Trương Bửu Phong cười nói đến rượu vang thì tôi khá am hiểu đấy. Hắn mở chai rượu ra rồi rót 1/4 vào lọ đựng rượu, sau đó lắc nhẹ vài cái rồi ngửi thử. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, nói, ôi trời, là hàng thật. Ngô Bình, nhà cậu có mỏ à? Ngô Bình nói, tôi chẳng thích rượu vang lắm, để Nhược Vũ uống nó đi, chúng ta uống rượu trắng. Anh lấy mấy chai rượu Mao Đài nguyên chất trong túi ra, trên chai rượu thậm chí còn chẳng có nhãn hiệu. Nó chỉ là một cái chai thường, trông có vẻ đã lâu năm. Trương Bửu Phong liền cầm lấy chai rượu, đừng nói vội, để tôi ngửi thử xem là rượu gì. Hắn mở chai ra, mùi rượu thơm nồng liền tỏa khắp, ngay cả Tần Nhược Vũ cũng hít sâu một hơi, nói thơm quá. Mắt Trương Bửu Phong sáng rực, rượu Mao Đài nguyên chất, hơn nữa chai rượu này ít nhất cũng phải hơn 50 năm rồi. Ngô Bình, cậu được đấy, còn kiếm được cả loại rượu này. Mao Đài à? Chắc phải mấy nghìn tệ một chai nhỉ, Trương Bửu Thắng vội hỏi. Trương Bửu Phong nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc, mấy nghìn tệ thì cậu chỉ mua được cái chai thôi. Nếu đem chai rượu này đi đấu giá thì ít nhất cũng phải 70-80 nghìn tệ. Hứa Hạo nhất định nói gì đó, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu gã liền sững ra. Mấy ngày trước bố gã vừa tiếp đãi khách quý bằng một chai Mao Đài nguyên chất 30 năm, lúc đó hình như mùi rượu cũng không thơm nồng như thế này, chẳng lẽ đây là rượu thật? Mọi người nghe bảo là rượu Mao Đài nguyên chất thì ngay cả người vốn không uống rượu cũng cầm chén lên, mỗi người rót một chén. Mùi rượu thơm nồng say đắm lòng người. Tần Nhược Vũ cũng uống một chén, cười nói, em không thể bỏ lỡ rượu tốt thế này được. Trương Bửu Phong nâng chén, cười nói, các bạn, chén đầu tiên này tôi kính Ngô Bình, cảm ơn cậu ấy đã mang đến loại rượu tuyệt vời thế này. Cạn. Mọi người uống cạn, Hứa Hạo nhất cũng uống. Rượu vừa uống vào là hương vị đã vấn vương khắp cổ họng, vị ngọt thấm tâm can, ngay cả người không hay uống rượu như gã cũng biết đây là rượu thật. Rượu ngon, Trương Bửu Phong vô cùng hưởng thụ, mặt mày tươi tắn. Chương 241, tình cảnh khó khăn của Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Thắng rất kinh ngạc, rượu ngon quá, không bị gắt tí nào. Trương Bửu Phong cười nói nhảm, rượu 70-80 nghìn tệ tất nhiên là tốt rồi. Hắn lập tức cầm chén rượu lên. Nghiêm mặt nói, Tiểu Bình, hồi nhỏ tôi hay đánh cậu, tôi tự phạt 10 ly. Mọi người nghe thế đều đứng ngồi không yên. Trời ạ, tên này dám mượn cớ phạt rượu để uống loại rượu quý thế này. Nhưng hắn nói thế lại như gợi ý cho mọi người. Trương Bửu Thắng cũng giơ chén lên, Tiểu Bình, cậu còn nhớ không, có lần chúng ta cùng đi học, tôi đang ăn kẹo nhưng khi cậu hỏi thì tôi lại nói đó là thuốc. Tôi đã lừa cậu, tôi phải tự phạt 10 chén. Ngô Bình dở khóc dở cười. Anh chỉ giơ chén lên nói, mọi người đừng lo hết rượu. Uống hết thì tôi lại cho người đem đến. Mắt Trương Bửu Phong liền sáng lên, không lo hết sao. Mọi người đừng sốt ruột, cứ từ từ mà uống. Tần Nhược Vũ mỉm cười, mọi người vẫn hệt như ngày xưa vậy. Anh Bình, em cũng kính anh một ly. Mọi người nhắc lại chuyện hồi còn bé, thi thoảng lại bật cười. Hứa Hạo nhất không xen vào được, liền thốt lên, Nhược Vũ. Lát nữa còn phải đến gặp Ngô Hữu Tuyển đấy, em uống ít thôi. Tần Nhược Vũ nói, không sao, em tự biết mà. Nào, để em uống thử rượu vang nhé. Ngô Bình cầm lọ đựng rượu lên rót cho cô ấy. Tần Nhược Vũ ngửi thử, đôi mắt đẹp liền sáng lên, Hạo Nhất, anh không nếm thử à? Hứa Hạo Nhất không còn mặt mũi nào mà uống, dù sao trước đó gã đã nói đó là rượu giả rồi, liền bảo thôi, anh uống rượu trắng. Tần Nhược Vũ khẽ nhấp một ngụm. Nhắm hờ mắt lại nói, tuy em không phải chuyên gia thử rượu nhưng rượu này quả thật rất ngon. Trương Bửu Phong vội rót cho mình một ly, cười nói, rượu giá mấy triệu tệ thì không lý nào lại dở được. Các người không uống thì tôi uống. Hắn nếm thử một ngụm rồi cười nói, rượu này đúng là thật 100%, nó mà là giả thì tôi ăn luôn cái ly này.
Hứa Hạo Nhất nghĩ hắn đang nhắm vào mình, liền nói, nếu không phải chuyên gia thử nếm rượu thì e là không thể phân biệt được đâu. Trương Bửu Phong đặt ly rượu xuống, nói, ngại quá, tôi chính là chuyên gia thử nếm rượu đấy. Anh có thể tra tên của tôi trên trang web hội các chuyên gia thử nếm rượu vang. Hứa Hạo Nhất ngẩn ra, gã thách thức nhầm người rồi. Gã thấy bẽ mặt không chịu nổi. Ngô Bình rất tò mò, không phải cậu đi lính à, sao giờ lại thành chuyên gia thử nếm rượu vang rồi. Trương Bửu Phong lạnh nhạt nói, đi lính năm thứ ba thì tôi đổi ngành, giúp bạn quản lý một công ty nhập khẩu rượu. Vì thường xuyên gặp phải rượu giả nên tôi quyết tâm thi để làm chuyên gia thử nếm rượu vang. Nụ vị giác của tôi nhạy cảm hơn người thường, hơn nữa ký ức vị giác cũng rất tốt, còn học nhanh nữa. Lần trước trong cuộc thi thử nếm rượu toàn quốc, tôi đã đạt giải nhì đấy. Ngô Bình cười nói, còn quản lý hẳn một công ty, giỏi thật đấy. Nào, tôi kính cậu một ly. Uống xong, anh nói với Tần Nhược Vũ, nghe nói em định bán nhà đi, em không định về đây nữa à? Tần Nhược Vũ khẽ thở dài, việc kinh doanh của công ty nhà em gặp khó khăn, đang thiếu hụt mấy chục triệu tệ tiền vốn. Nhà em có 7-8 căn nhà, bố em định bán mấy căn đi. Ngô Bình nói, hóa ra là thế. Em bảo đi gặp Ngô Hữu Tuyền, định kêu gọi vốn từ Ngô Hữu Dung à? Tần Nhược Vũ rất kinh ngạc, anh Bình, anh biết Ngô Hữu Dung à? Ngô Bình lắc đầu, không quen, nhưng anh lại quen Ngô Hữu Tuyền. Em định kêu gọi bao nhiêu tiền vốn? Tần Nhược Vũ nói, 100 triệu tệ, nhà em tình nguyện nhường 10% cổ phần. Nhà em kinh doanh gì vậy, anh hỏi. Làm xuất khẩu quần áo ấy mà, vốn là nguồn vốn không có vấn đề gì, nhưng một khách hàng lớn bên nước ngoài đột nhiên tuyên bố phá sản, bỏ hết tất cả lô hàng trị giá mấy trăm triệu tệ. Nhà em phải vay mượn khắp nơi, vẫn thiếu 100 triệu tệ. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, để anh giúp em nghĩ cách, không cần đi gặp Ngô Hữu Tuyền đâu. Mắt Tần Nhược Vũ sáng lên, anh Bình, anh có thể giúp em sao? Ngô Bình cười nói, anh có quen một đại gia, lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em. Hai chai rượu trắng chẳng đủ để mọi người uống, chẳng mấy chốc chai thứ hai đã hết sạch. Ngô Bình liền gọi điện bảo Diệp Huyền đưa thêm đến. Diệp Huyền đang ngồi đối diện Dương Thiên Tông nghe dạy bảo. Anh ta đang nghe đến phát chán thì Ngô Bình gọi đến bảo đưa rượu, anh ta lập tức nói, ông nội, sư thúc tổ gọi con phải qua đó. Diệp Thiên Tông còn chưa kịp hỏi kỹ thì anh ta đã lao ra ngoài, còn mang theo cả hai két rượu, sau đó phi xe đến quán cơm. Huyện này không lớn, từ Đông Hồ đến quán cơm chỉ đi xe chưa đến 10 phút. Lúc này Hứa Hạo Nhất nghe thấy Ngô Bình nói có thể giúp Tần Nhược Vũ thì không khỏi cười lạnh, tôi nói này anh bạn, bây giờ nhà họ Tần đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, thiếu hụt 100 triệu tệ tiền vốn, mấy chai rượu không thể giải quyết được đâu. Sau đó gã nói, bố tôi với Ngô Hữu Tuyền là chỗ quen biết, mà anh của gã là Ngô Hữu Dung còn là ông trùm giới đầu tư. Nếu như Ngô Hữu Dung đầu tư thì nhà họ Tần không chỉ có vốn mà còn có thể mở rộng kênh tiêu thụ. Anh có thể làm được những việc này sao? Được chứ, sư thúc tổ của tôi chỉ cần nói một câu thôi là giải quyết được. Lúc này cánh cửa bật mở, Diệp Huyền đem theo hai cấp dưới đi vào, mỗi người ôm một két rượu. Diệp Huyền cười hì hì, nói, sư thúc tổ, đệ tử mang rượu đến rồi. Ngô Bình vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói, ngồi xuống đi. Chương 242, cậu không có tư cách kính rượu tôi. Ngô Bình nói, giới thiệu cho anh, đây là bạn thuở nhỏ của tôi. Diệp Thiên Tông liền chắp tay nói, xin chào mọi người, tôi là Diệp Huyền. Hứa Hạo Nhất vừa thấy Diệp Huyền là đã bực mình, nói, anh vừa nói cái gì cơ, chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết sao. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Hứa Hạo Nhất, vô cùng khinh miệt. Anh ta đã thấy quá nhiều kẻ tầm thường như thế này, có tiền nhưng lại chẳng có tu dưỡng, khiến ngôn hành cử chỉ chẳng ra sao, rất dễ gây hiềm khích với người khác. Anh ta chẳng buồn quan tâm đến gã, dù sao thì anh ta cũng là đời thứ ba của gia tộc hàng đầu tại Thiên Kinh, Hứa Hạo Nhất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với anh ta. Anh ta nói với Ngô Bình, tiền bối, có chuyện gì vậy ạ? Mọi người cạn lời, thầm nghĩ, anh còn không biết có chuyện gì mà dám nói chỉ cần nói một câu đã giải quyết được sao? Ngô Bình thuật qua tình hình, Diệp Huyền liền lạnh nhạt nói, cái này rất đơn giản, Ngô Hữu Dung là bậc đàn anh của đệ tử có thể giúp nói vài câu. Tần Nhược Vũ kinh ngạc, anh Diệp quen Ngô Hữu Dung sao? Diệp Huyền rất thích phụ nữ, nếu không phải biết đây là bạn thuở nhỏ của Ngô Bình thì anh ta đã tán cô gái này rồi. Nhưng lúc này anh ta tỏ ra rất đàng hoàng, nói, cô Tần, nếu cô muốn thì bây giờ tôi sẽ giúp cô liên lạc nhé.
Tần Nhược Vũ mừng như điên, vậy thì cảm ơn anh quá. Diệp Huyền liền gọi điện ngay, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã nghe máy, một giọng cười sảng khoái vang lên, cậu Diệp, mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà cậu lại gọi điện cho tôi thế? Diệp Huyền, anh Ngô, có mối làm ăn muốn giới thiệu cho anh đây. Ngô Hữu Dung nói, ồ, mối làm ăn gì vậy? Diệp Huyền, là như thế này, tôi đưa điện thoại cho bạn tôi rồi hai người nói chuyện nhé, nói rồi anh ta đưa điện thoại cho Tần Nhược Vũ. Tần Nhược Vũ rất kinh ngạc, cô ấy nhận lấy điện thoại, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Hai người nói chuyện một lúc, Tần Nhược Vũ liền nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm ơn ông chủ Ngô, vâng, tôi rảnh, mai gặp nhé. Sau khi cúp máy, Ngô Bình hỏi, đã quyết định rồi sao? Tần Nhược Vũ gật đầu, ông chủ Ngô nói 8 giờ tối mai gặp ở Hải Thành. Trong lúc hai người nói chuyện thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Hứa Hạo Nhất vô cùng kinh ngạc, lúc này gã mới phát hiện tên Diệp Huyền mới đến này không hề đơn giản. Gã liền cười gượng, hóa ra anh Diệp quen Ngô Hữu Dung, vậy Nhược Vũ nhà tôi cũng đỡ vất vả hơn, tôi thay mặt Nhược Vũ cảm ơn anh Diệp, nói rồi gã giơ ly rượu lên. Diệp Huyền chẳng hề nhúc nhích mà lạnh nhạt nói, không phải ai kính rượu tôi cũng uống đâu. Hứa Hạo Nhất rất bẽ mặt, gã tức giận vô cùng, liền sầm mặt nói, anh Diệp không chịu nể mặt à. Diệp Huyền bật cười, nói với Ngô Bình, tiền bối, tên này bảo đệ tử nể mặt, tiền bối nghĩ có nên không? Ngô Bình mà nói phải nể mặt thì Diệp Huyền phải uống chén rượu này, nhưng Ngô Bình mà nói không thì anh ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Anh thích thế nào thì làm, tôi không quen anh ta. Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh đã thấy ngứa mắt với tên này từ lâu rồi, thế nên chẳng muốn giúp gã. Diệp Huyền liền bật cười, đệ tử hiểu rồi. Anh ta dựa vào ghế, tỏ vẻ cậu ấm ăn chơi, muốn tôi nể mặt cậu thì cũng không phải là không thể. Trừ khi cậu là người của một trong 6 gia tộc lớn nhất, một trong 4 tập đoàn lớn, 2 gia tộc quyền thế nhất hoặc tỷ phú nằm trong top 30 ở Hải Thành. Hứa Hạo Nhất sửng sốt. Diệp Huyền đã kể tên những thế lực đỉnh cao ở Hải Thành, gã làm sao mà với tới. Nhưng gã không nuốt trôi cục tức này, hơn nữa khoác lác thì ai mà chẳng biết. Gã hừ một tiếng, tuy nhà họ Hứa chúng tôi không phải là gia tộc quyền thế phú quý gì, nhưng lại có quan hệ rất tốt với nhà họ Tô nằm trong 6 gia tộc lớn nhất. Nhà họ Tô sao? Nếu cậu là Tô Sương Minh của nhà họ Tô thì tôi cũng có thể uống chén rượu này, tiếc là cậu không phải. Hứa Hạo Nhất kinh ngạc, anh biết cậu Tư nhà họ Tô sao? Hải Thành là một trong những trung tâm kinh tế của toàn quốc, nhà họ Tô lại đứng đầu trong 6 gia tộc lớn nhất, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong đó thì cậu Tư Tô Sương Minh là thiên tài kinh doanh, còn trẻ tuổi mà đã quản lý phần lớn sản nghiệp nhà họ Tô. Có thể nói Tô Sương Minh là nhân vật hàng đầu trong nhà họ Tô. Thực ra thì hồi Hứa Hạo Nhất còn nhỏ, gia đình gã cũng chỉ bình thường. Sau này nhờ quan hệ của mẹ mà nhà hắn quen được với một quản lý cấp cao của nhà họ Tô, có được một số công trình nhỏ. Dần dần nhà họ Hứa mới phất lên, giờ đây đã có khối tài sản hàng trăm triệu tệ. Nhưng gã cũng chỉ nhìn thấy nhân vật lớn như Tô Sương Minh qua ảnh mà thôi, chưa từng gặp được người thật chứ đừng nói là quen biết. Diệp Huyền nói, nếu cậu có mối quan hệ tốt với nhà họ Tô thì chắc cũng quen Tô Sương Minh nhỉ, hay lắm, chúng ta cùng nói chuyện nhé. Anh ta cố tình muốn khiến Hứa Hạo Nhất bẽ mặt, Ngô Bình là sư thúc tổ của anh ta, thế mà tên này dám vô lễ với sư thúc tổ. Anh ta mà không giày vò tên này thì anh ta không phải Diệp Huyền nữa rồi. Anh ta cầm điện thoại lên gọi video. Chẳng mấy chốc, trên màn hình đã xuất hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi, nở nụ cười tươi rói, anh Diệp, lần đầu tiên anh gọi video cho tôi đấy. Ha ha, có phải đang ở bên cạnh gái đẹp không? Diệp Huyền cười nói, anh Tô. Hôm nay tôi ra ngoài uống rượu thì gặp một người họ Hứa. Anh ta bảo có quan hệ tốt với nhà họ Tô của anh, cứ bắt tôi phải uống rượu với anh ta. Tôi sợ quá, chỉ dám gọi điện cầu cứu anh thôi. Tô Sương Minh liền hiểu ngay, những người trong giới thượng lưu như họ có rất nhiều cách để giày vò người khác. Anh ta cũng từng làm những chuyện thế này, liền đanh mặt hả? Có quen hệ tốt với nhà họ Tô sao? Diệp Huyền liền quay điện thoại lại quay mặt Hứa Hạo Nhất. Gã sợ tới nỗi mặt trắng bệch. Bởi người trong điện thoại chính là Tô Sương Minh. Tuy gã mới chỉ thấy Tô Sương Minh trên báo, nhưng gã tuyệt đối không nhận nhầm. Hứa Hạo Nhất căng thẳng tới nỗi đứng bật dậy, người gã cứng đờ, nói cũng lắp bắp, cậu Tô. Chương 243, nhận thua. Tô Sương Minh nhíu mày, cậu là ai? Hứa Hạo Nhất vội đáp, chào anh Tô, tôi là Hứa Hạo Nhất. Tô Sương Minh không quen người này, bèn bảo tôi không cần biết cậu là ai.
về sau cậu không dính dáng gì đến nhà họ Tô chúng tôi. Diệp Huyền đã xoay màn hình điện thoại trở lại, anh Tô à, tôi đang ở tỉnh ca, rảnh rỗi thì gặp nhau uống rượu nhé. Tô Sương Minh cười nói, được, ngày mai tôi cũng đến tỉnh ca để khảo sát dự án. Nếu thời gian thư thả, tôi sẽ hẹn gặp anh. Tốt quá rồi, Diệp Huyền trò chuyện với đối phương vài câu rồi cúp máy. Hứa Hạo Nhất đầm đìa mồ hôi, đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt thẫn thờ, trông có vẻ sợ lắm rồi. Diệp Huyền hỏi, cậu Hứa à, cậu còn cần nể mặt không? Chát! Hứa Hạo Nhất tự tát vào mặt mình rồi mỉm cười đáp lại, anh Diệp, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mới dám ép anh uống rượu. Là lỗi của tôi. Gã lấy chai rượu mạnh do nhà hàng cung cấp, mở nút chai ra rồi nói, anh Diệp, tôi sẽ uống cạn chai rượu này để tạ tội với anh. Dứt lời, gã đã ngửa đầu uống cạn chai rượu trắng ấy. Tần Nhược Vũ khẽ thở dài, nói với Ngô Bình, anh Tiểu Bình nể mặt em, bỏ qua chuyện này nhé. Ngô Bình mỉm cười, được, vậy thì bỏ qua. Diệp Huyền chờ gã uống rượu xong rồi mới lên tiếng, cậu ngồi xuống đi. Hứa Hạo Nhất lau miệng, anh Diệp tha thứ cho tôi chứ. Diệp Huyền cười mà như không, cậu nhóc, làm người phải biết khiêm tốt. Cậu vẫn chưa đủ tư cách để kiêu ngạo đâu, rõ chưa? Hứa Hạo Nhất gật đầu như gà mổ thóc, vâng vâng, tôi hiểu rồi. Diệp Huyền nói, đừng sợ, về phần Tô Sương Minh, tôi sẽ nói giúp cậu sau. Hứa Hạo Nhất cả mừng, cảm ơn anh Diệp. Rồi gã cúi đầu trước Ngô Bình, xin lỗi, ban nãy tôi vô phép quá. Tôi sẽ tự phạt 3 ly. Nói xong, gã lại uống thêm 3 ly rượu. 2 cân rượu vào bụng, tửu lượng của Hứa Hạo Nhất không chịu nổi, bèn chạy ra ngoài nôn mửa. Tần Nhược Vũ vội vàng chạy theo trông chừng. Một lúc sau, cô ấy một mình trở vào, anh Diệp, anh Tiểu Bình, xin lỗi hai anh. Hạo Nhất uống say rồi, em phải đưa anh ấy về. Ngô Bình gật đầu, ừ, hai người về trước đi. Sau khi hai người đi khỏi, Trương Bửu Phong cười nói, hôm nay có thể quen biết anh Diệp chính là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi kính anh Diệp một ly. Diệp Huyền cười, nói hay lắm. Buổi chè chén này kéo dài đến hơn 6 giờ. Lúc hai người về đến số 1 đồng hồ đã là 7 giờ tối. Diệp Huyền chạy về phòng ngủ khò khò, còn anh vẫn thấy mắt mình sáng rỡ. Một ngày uống rượu 2 buổi, vậy mà lại chẳng say chút nào. Diệp Thiên Tông hỏi, sư đệ, Lạc Trường Sinh sẽ đến à? Ngô Bình đáp, 10 giờ tối nay, em hẹn ông ta ở đây. Diệp Thiên Tông nói, ừ. Anh hỏi, sư huynh định làm thế nào? Diệp Thiên Tông mỉm cười, Lạc Trường Sinh đoạt thai chuyển kiếp. Chỉ cần ngoan ngoãn làm người, anh sẽ không làm khó ông ta. Ngô Bình kể, tên Lạc Trường Sinh này có chuyện cầu cạnh em, mong em giúp ông ta giải trừ những hạn chế trên người để có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể. Diệp Thiên Tông cảm thán, thế thì có nhiều chuyện để bàn đây. Anh nói tiếp, sau lưng Lạc Trường Sinh là tập đoàn tài chính Sanio của Đông Doanh. Em đã tra cứu rồi, khối tài sản mà tập đoàn Sanio nắm trong tay vô cùng khủng khiếp, đó là tập đoàn tài chính cực lớn ở cấp độ 1000 tỷ. Tên Lạc Trường Sinh này không đơn giản chút nào. Diệp Thiên Tông mới nói, thế thì đã sao? Bây giờ Lạc Trường Sinh chuyển kiếp, những thứ này liệu có thuộc về ông ta hay không, vẫn còn chưa biết được. Ngô Bình hỏi, sư huynh à, em có nên giúp ông ta không? Nếu Lạc Trường Sinh có thể đưa ra điều kiện hấp dẫn, giúp ông ta cũng có sao đâu, Diệp Thiên Tông cười đáp. Ngô Bình gật đầu, vâng. Anh ngồi thiền luyện khí, bất giác đã đến 10 giờ đêm. Có người ấn chuông cửa. Ngô Bình ra mở cửa, người đến quả nhiên là Dương Kiệt. Dương Kiệt cười nói, chào cậu Ngô, tôi đến rồi đây. Ngô Bình đưa đối phương vào phòng khách, Diệp Thiên Tông đã ngồi sẵn ở đó, cất tiếng chào, Lạc Trường Sinh, nghe danh đã lâu. Dương Kiệt nhướng mày, cậu là võ thần. Diệp Thiên Tông chắp tay, vãn bối Diệp Thiên Tông, sư phụ là ông Đông Phật. Dương Kiệt gật đầu, ra là đệ tử của Kiều Bộ Tiên, chúng tôi từng có duyên gặp nhau một lần. Bây giờ anh ta đã trở thành địa tiên rồi nhỉ? Diệp Thiên Tông trả lời, sư phụ chỉ còn cách địa tiên một bước nữa. Lạc Trường Sinh bật cười, một bước ấy lại rất khó. Rồi ông ta ngồi xuống, nếu cậu đã đến đây, vậy thì tôi xin nói thẳng. Chỉ cần các cậu giúp được tôi sẽ cho hai người lợi ích vô cùng lớn. Diệp Thiên Tông ướm hỏi, ồ. Lạc Trường Sinh trả lời, tôi có một đứa cháu cố, dung mạo tuyệt trần, là cô gái đẹp nhất Đông Doanh. Con bé không chỉ xinh đẹp, còn nắm giữ 30% cổ phần của tập đoàn Sanio. Chỉ cần cậu giúp tôi sẽ gả cháu cố cho cậu,
30% cổ phần kia chính là của Hồi Môn. Diệp Thiên Tông hỏi, có gì đảm bảo được 30% cổ phần này? Lạc Trường Sinh đáp, đơn giản thôi, kết hôn trước, đợi cổ phần về tay rồi, các cậu giúp tôi cũng không muộn. Diệp Thiên Tông nhìn sang Ngô Bình, cười bảo, sư đệ à, cậu không quen với cuộc sống ở Đông Doanh. Nếu nhận được 30% cổ phần, liệu cậu có quản lý tốt được không? Ngô Bình lắc đầu, không, nếu muốn đưa tiền thì em vẫn thích tiền mặt hơn. Lặng im giây lát, Lạc Trường Sinh mới cất lời, tiền mặt cũng được, tôi có thể cho cậu 10.000 tỷ đồng Đông Doanh. 10.000 tỷ đồng Đông Doanh tương đương với 700 tỷ đồng của Viêm Long. Đây rõ ràng là một khoản tiền khổng lồ. Chương 244, người xinh đẹp nhất Đông Doanh. Ông ta nói tiếp, nhưng khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ có thể được rót vào dưới hình thức đầu tư, cậu phải có công ty riêng. Ngô Bình đáp, chuyện này dễ thôi. Lạc Trường Sinh cười bảo, tốt lắm. Vậy tiếp theo đến lượt vấn đề của tôi nhỉ, cậu Ngô thật sự có thể giải quyết giúp tôi ư? Đương nhiên, Ngô Bình nói. Lạc Trường Sinh gật đầu, tôi tin cậu, trong vòng một tháng, tôi sẽ sắp xếp người gặp mặt cậu. Cháu cố của tôi sẽ đến với danh nghĩa đầu tư, đến lúc ấy, hy vọng cậu Ngô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ông ta đứng dậy, xin phép về trước. Họ tiễn Lạc Trường Sinh ra cửa, đối phương lái xe rời đi. Diệp Thiên Tông cất lời. Không hổ là Lạc Trường Sinh, làm việc rất cẩn thận. Ngô Bình hỏi, sư huynh chắc chắn muốn giúp ông ta. Giúp, Diệp Thiên Tông đáp, tuy người này hành sự quái đản, nhưng nếu phía Đông Doanh có ông ta chấn giữ thì không phải chuyện xấu. Ngô Bình tò mò, sao sư huynh lại nói vậy? Khi Đông Doanh xâm lược, ông ta từng ngăn cản những kẻ tà tu ra tay, Diệp Thiên Tông giải thích, chỉ riêng điều này thôi, chúng ta đã có thể giúp hắn rồi. Ngô Bình thở phì phì, 700 tỷ đó, bộn tiền. Diệp Thiên Tông cười bảo, sư đệ à, cậu muốn lấy được số tiền này, e là không dễ dàng đâu. Vì sao, anh nhướng mày. Tình hình tập đoàn Sanio rất phức tạp, đến khi ấy cậu sẽ hiểu. Ngô Bình nói, không sao, em cứ bình tĩnh làm việc là được, cứ để Lạc Trường Sinh nghĩ cách. Diệp Thiên Tông bảo, chuyện này nghĩ sau cũng không muộn. Sư đệ à, ngày mai cậu đến văn phòng tỉnh một chuyện nhé. Anh hỏi, gặp cô Đường à? Ông ấy đáp, cô Đường đang ở tỉnh lỵ, cậu cũng phải đi gặp một lần mà. Được, ngày mai em sẽ đi. Về chuyện nhà máy dược phẩm của Lý Quảng Long, anh cũng phải đi xem thử, đúng lúc thuận đường đi một lượt. Diệp Thiên Tông bảo, ngày mai cậu đi một mình nhé, anh không đi cùng đâu. Cứ yên tâm, chuyện núi Thiên Hạc, anh sẽ lo giúp cậu. Ngô Bình nghi ngờ, sư huynh, sao em cứ có cảm giác anh đào hố để em nhảy vào ấy? Diệp Thiên Tông nghiêm mặt, sư đệ à, sư huynh là người như vậy sao? Chúng ta như anh em ruột thịt, sao anh có thể đào hố cho cậu chứ? Cậu đi rồi khắc biết. Anh thở dài, trả lời, được rồi, có điều em phải nói với sư phụ, nếu em không thích thì chuyện này xem như thôi nhé. Không thành vấn đề, anh nhất định sẽ chuyển lời cho sư phụ, ông ấy cười đáp. Không còn sớm nữa, trò chuyện thêm vài câu, Ngô Bình chào tạm biệt để về nhà. Anh rời đi không lâu. Một người trung niên nho nhã đã bước ra, không ngờ đó lại là ông Đông Phật. Diệp Thiên Tông cung kính chào, sư phụ. Kiều Bộ Tiên cười nói, con nhìn dáng vẻ không vui của nó kìa, thật muốn tẩn cho nó một trận. Diệp Thiên Tông hỏi, sư phụ kiên quyết muốn sư đệ đi, rốt cuộc có dụng ý gì ạ? Kiều Bộ Tiên đáp, Đường Thiên Tuyệt sắp chết rồi. Diệp Thiên Tông rất đỗi kinh ngạc, Đường Thiên Tuyệt sắp chết ư. Kiều Bộ Tiên gật đầu, con thử nghĩ xem. Đường môn không còn Đường Thiên Tuyệt trấn giữ nữa sẽ trở nên thế nào? Gương mặt Diệp Thiên Tông tái đi, không đâu. Đường Thiên Tuyệt hình như còn chưa đến 300 tuổi, sao lại sắp chết được? Đường Thiên Tuyệt không cam tâm, muốn lên thêm một tầng nữa nhưng đã thất bại. Hiện giờ khí huyết suy yếu, không sống nổi quá 3 năm, Kiều Bộ Tiên giải thích. Vậy nên Đường Thiên Tuyệt muốn sắp xếp mọi chuyện cho Đường môn trước khi chết. Đúng vậy, Đường môn quá lớn. Đường Thiên Tuyệt muốn tìm kiếm một nguồn lực có thể kiểm soát các thế lực lớn trong Đường môn. Diệp Thiên Tông gật đầu, dòng của chúng ta, đúng là có nguồn lực khá mạnh. Nếu có sự hỗ trợ của chúng ta, sư đệ có thể phát huy rất tốt ở Đường môn. Nhưng cô Đường kia là chủ của tập đoàn lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, e là không dễ thuần phục. Kiều Bộ Tiên nói, thực lực của Đường Băng Vân mạnh hơn Ngô Bình, nắm trong tay tổ chức ám sát quan trọng nhất của nhà họ Đường. Nếu không thể thuần phục cô ấy, sẽ không thể đứng vững ở Đường môn. Diệp Thiên Tông đã hiểu, ý sư phụ là,
nếu sư đệ không làm được thì chúng ta sẽ từ bỏ. Kiều Bộ Tiên gật đầu, tư chất của sư đệ con rất tốt. Ta sẽ không để nó mạo hiểm quá nhiều. Nếu chuyện không thành thì chớ cưỡng cầu, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên. Diệp Thiên Tông sờ mũi, con nghe nói trước đó có 3 vị thế tử đã bị Đường Băng Vân đánh tàn phế, con lo sư đệ. Không sao, cùng lắm là gãy vài cái xương thôi, Kiều Bộ Tiên nói. Nếu Ngô Bình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này anh đã về đến nhà, tu luyện động tác thứ 3 của đoàn thể thuật bát cực. 2 động tác trước đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn. Động tác thứ 3 này cũng gian khó trùng trùng. Anh chẳng kiên trì được mấy giây đã cảm thấy đất trời xoay chuyển, không đứng vững được nữa mà ngã ập xuống sàn. Nghỉ ngơi chừng nửa giờ, anh mới hồi phục, lại cắn răng luyện tiếp. Thất bại hết lần này đến lần khác. Chật vật đến rạng sáng, anh mới miễn cưỡng tập được động tác này. Song về độ tinh tế thì còn kém rất xa, cần phải cải thiện từng chút một. Nhưng bất kể ra sao đi nữa thì anh cũng đã làm được rồi. Anh mệt rã rời, ngủ đến tận giờ ăn sáng. Nhắc thấy vẻ sống dở chết dở của anh mình, Ngô Mi kinh ngạc thốt lên, anh bị ốm sao ạ? Ngô Bình xua tay, anh không sao, luyện công nên mệt thôi. À mà Tiểu Mi, em đã nghĩ xong chuyện vào trường đại học nào chưa? Ngô Mi cười đáp, em nghe theo anh ạ. Ngô Bình ngẫm nghĩ, em giỏi toán, thế thì học Hoa Thanh đi. Ngô Mi trả lời, vâng, vậy em vào Hoa Thanh ạ. Ăn được nửa bữa thì Hàn Bạch gọi đến. Phía anh ta, chuyện điều tra đã có tiến triển. Sở trưởng Hàn có tin tức gì sao? Chương 245, manh mối tìm người thân. Cậu thật không may, tên buôn người ấy đã chết rồi, manh mối bị đứt đoạn, Hàn Bạch nói. Ngô Bình hỏi. Không có lấy một manh mối nào ư? Hàn Bạch đáp, có điều nhà họ Ngô có cung cấp một số thông tin. Lúc mới đến nhà họ Ngô, Ngô Trấn Đông nói tiếng Vân Đông, nên có lẽ ông ấy là người Vân Đông. Vậy mẩu tin tìm người thân thì sao? Anh cũng kiểm tra rồi, mẩu tin này đã có vào năm Internet bắt đầu phổ biến trong nước. Người đăng tin tìm người thân là nhà họ Lý ở Vân Đông. Nhà họ Lý là một gia tộc lớn cực kỳ giàu có, Bắc Tô. Nam Lý chính là từ chỉ gia đình họ và nhà họ Tô của Hải Thành. Cụ thể là Lý Vân Đầu của Viện Bắc nhà họ Lý. Lý Vân Đầu là người có tiếng nói quyết định của Viện Bắc nhà họ Lý, sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, chủ yếu phụ trách chuyện làm ăn ở vùng Nam Dương. Ngô Bình đáp, được, sở trưởng Hàn vất vả rồi. Phiền anh gửi thông tin của Lý Vân Đầu cho tôi nhé. Tôi sẽ đích thân đến Vân Đông một chuyến khi có thời gian. Hàn Bạch nói, cậu khách sáo quá. Cúp máy rồi. Anh mới kể lại cho Trương Lệ nghe. Trương Lệ hỏi, con tính điều tra thế nào, đến thẳng đó để hỏi người ta sao? Ngô Bình trả lời, bây giờ có ADN mà ạ. Làm xét nghiệm là biết thôi. Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ tra ra chuyện của bố. Ăn sáng xong, anh tạm biệt người nhà rồi đến văn phòng tỉnh. Chuyến đi lần này, anh có rất nhiều chuyện phải làm, bao gồm chuyện gặp mặt Đường Tử Di, hỗ trợ Chu Thanh Nghia làm từ thiện. Rồi chuyện Lý Quảng Long mở nhà máy dược phẩm, và đi gặp cô cả Đường Môn nữa. Anh lái chiếc số 8 của mình vào đường cao tốc, chạy nhanh đến mức chưa đầy một giờ đã đến tỉnh Lỵ. Hiện giờ Đường Tử Di đang ở một nhà máy sản xuất bán dẫn của tỉnh Ca, được người phụ trách nhà máy dẫn đi tham quan công nghệ sản xuất của nhà máy. Nửa giờ sau, anh đã đến nhà máy nhờ sự hướng dẫn của người phụ trách. Đường Tử Di giới thiệu với mọi người, Tổng Giám Đốc Chu. Vị này là anh Ngô, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn chúng tôi. Một người đàn ông ngoài 40 vội vàng giơ hai tay ra, xin chào, tôi là Chu Hướng Khoa. Đường Tử Di nói, Tổng Giám Đốc Chu đây đã tham gia sâu vào lĩnh vực bán dẫn hơn 10 năm, từng là Tổng Giám Đốc khu vực châu Á của nơi sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Không chỉ xuất sắc trong quản lý, kỹ thuật của Tổng Giám Đốc Chu cũng giỏi cực kỳ. 3 năm trước, Tổng Giám Đốc Chu đã thành lập nhà máy chuyên sản xuất bộ nhớ flash. Với sản lượng hàng năm là 10 triệu chiếc, giá trị sản lượng hơn 2 tỷ. Chu Hướng Khoa vội xua tay, Tổng Giám Đốc Đường quá lời rồi. Chúng tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ thôi, nên mới cần sự hỗ trợ từ tập đoàn lớn như các vị. Ngô Bình vẫn chưa rõ tình hình, bèn cất lời, tôi nghe nói, sự phát triển của ngành công nghiệp chip trong nước dạo gần đây gặp nhiều hạn chế. Sự kiên trì của Tổng Giám Đốc Chu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chu Hướng Khoa cười khổ, về mặt kỹ thuật. Tôi bị nước Mễ phong tỏa, nhà máy đã đóng cửa. Tôi và vài người phụ trách đã bàn bạc, quyết định phát triển công nghệ sản xuất chất bán dẫn mới, nhưng vốn đầu tư quá cao, rất nhiều người không đánh giá cao chúng tôi.
Chuyên ngành của Ngô Bình là lĩnh vực điện tử. Anh nói, nghiên cứu phát triển một công nghệ mới rất khó, thời gian lại dài, vốn đầu tư cao, người khác không có hứng thú cũng là chuyện bình thường. Chu Hướng Khoa đáp, có những chuyện phải có người tiên phong làm. Một khi thành công, chúng tôi sẽ mang đến lợi nhuận cực kỳ lớn. Ngô Bình tham quan nhà máy của công ty họ, hiểu được đại khái công nghệ mới của họ là gì. Đúng là rất ưu việt, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. 2 giờ sau, hai người lái ô tô rời nhà máy và về khách sạn dùng bữa. Ngồi trên xe của Ngô Bình, Đường Tử Di hỏi, anh cảm thấy dự án này thế nào? Ngô Bình đáp, không khả quan, tỷ lệ thất bại hơn 60%. Dù thành công cũng phải chờ rất lâu, điều này không phù hợp với phong cách đầu tư của tập đoàn Đường Thị. Đường Tử Di gật đầu, đúng vậy, nếu là trước đây, chắc chắn em sẽ không đầu tư vào công ty này. Anh cười hỏi, chẳng lẽ em quyết định đầu tư sao, Tử Di? Đường Tử Di nói, em nhận được tin rằng nhà nước sẽ hỗ trợ mạnh mẽ ngành công nghiệp bán dẫn, sau này còn có những sự hỗ trợ mà trước kia chưa từng có. Bao gồm miễn thuế doanh nghiệp, trợ cấp công nghiệp và các chính sách ưu đãi, thậm chí còn miễn phí cung cấp đất, ngân hàng cho vay không lãi suất. Hỗ trợ lớn đến vậy, nếu chúng ta không tham gia thì tiếc quá. Ngô Bình nói, nhưng dù có nhiều hỗ trợ như vậy thì chúng ta cũng phải tự đầu tư vào. Nên em mới muốn bàn với anh. Khoản đầu tư vào công nghệ bán dẫn mới sẽ rơi vào hàng chục tỷ, và sẽ cần rót một lượng vốn lớn sau này. Cần đầu tư khoảng bao nhiêu, anh hỏi. Mỗi năm từ 10 đến 15 tỷ, đầu tư ít nhất 5 năm. Nếu lâu, có thể hơn 10 năm. Đường Tử Di nói, rủi ro thật sự rất lớn. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi, em muốn đầu tư. Đường Tử Di đáp, bên này đã nhận được khoản vay 5 tỷ mỗi năm từ nhà nước trong thời hạn 5 năm. Nghĩa là trong 5 năm tới. Chúng ta sẽ phải đầu tư từ 5 đến 10 tỷ. Ngô Bình xoa mũi, nếu em muốn đầu tư, anh sẽ đầu tư cùng em. Đường Tử Di cười bảo, được, vậy chúng ta cùng đầu tư. Cô ấy nói với Ngô Bình rằng theo giá trị thị trường hiện tại, hai người đầu tư 5 tỷ mỗi năm, sẽ nhận được 45% cổ phần. Mà thị trường bán dẫn cả nước có thể đạt đến quy mô hàng nghìn tỷ, tương lai tươi sáng vô cùng. Chương 246, thuốc dưỡng thần bổ huyết. Ăn trưa xong, các trưởng phòng ban của nhà máy đều bị Ngô Bình chuốc say hết, ai nấy đều phải nhờ người đỡ về. Bọn họ đều hoảng trước tửu lượng của Ngô Bình, đến những người ở phòng quan hệ xã hội chuyên đi uống rượu cũng đều nôn ọe hết. Hai người đi về khách sạn, Đường Tử Di thả người xuống sofa, mệt quá. Ngô Bình, bóp vai hộ em với. Thư ký đã về nên giờ chỉ còn mỗi Ngô Bình và Đường Tử Di ở trong phòng, anh đi tới cạnh rồi bóp vai cho cô ấy. Mỗi động tác của anh đều có chân khí truyền vào người Đường Tử Di nên cô ấy thấy vô cùng khoan khoái, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ ập đến. Ngô Bình nắn bóp thêm một lúc, đang định tái máy chân tay một chút thì phát hiện Đường Tử Di đã ngủ mất rồi. Hôm qua, cô ấy chỉ ngủ mấy tiếng, hôm nay lại chạy đôn chạy đáo cả ngày nên chắc mệt lắm. Ngô Bình khẽ thở dài rồi bế Đường Tử Di đặt lên giường, sau đó còn đắp chăn cho cô ấy. Thấy vẫn còn sớm, anh bèn gọi cho Lý Quảng Long. Hai người hẹn gặp nhau ở nhà máy sản xuất thuốc. Nhà máy nằm ở huyện Công Nham gần cuối tỉnh, giao thông rất thuận tiện. Khi Ngô Bình đến nơi thì đã thấy Lý Quảng Long ngồi chờ sẵn trong xe rồi, thấy anh ta cười nói, chú đến rồi hả? Ngô Bình liếc nhìn nhà máy khổng lồ ở phía sau rồi cười nói, tiến độ nhanh thế. Lý Quảng Long cười nói, chẳng, anh chú sắp chạy gãy cả chân rồi đây này, đi, anh dẫn chú đi tham quan một vòng. Nhà máy đã xây xong nền móng, chuẩn bị chính thức vận hành thử, sang tháng sẽ cho ra lô hàng đầu tiên. Đến lúc ấy, họ sẽ sản xuất ra sản lượng lớn. Lý Quảng Long nói mình đã thâu tóm hết sản nghiệp của nhà họ Cung, trong đó còn có các nhà máy sản xuất thuốc, hiện giờ anh ta đang cải tạo lại, nhưng có vài nhà máy đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhưng sản lượng có hạn, vì thế anh ta vẫn đang tích hàng, tháng sau mới chính thức tung ra thị trường. Lý Quảng Long cười nói, anh đổ hết tiền của nhà họ Cung vào các nhà máy sản xuất thuốc đấy, còn đăng ký bản quyền nữa, anh cũng nghĩ ra tên rồi, gọi là thuốc dưỡng thần bổ huyết. Ngô Bình nhận xét, tên hơi thô nhưng đúng sự thật. Lý Quảng Long cười ha hả, anh thuê quảng cáo rồi, sang tháng sẽ sản xuất được 10 triệu hộp, giá tạm thời là 300 một hộp. Ngô Bình, vậy là sẽ thu được 3 tỷ một tháng à? Lý Quảng Long, đây là giai đoạn đầu thôi, sau này còn tăng nhiều nữa. Sang năm khéo còn đến 20 triệu hộp một tháng ý chứ. Ngô Bình gật gù, được, chỉ cần vụ này thành công thì anh sẽ thành đại gia của tỉnh Cang ngay.
Lý Quảng Long cười phá lên, tất cả là nhờ chú hết, nhưng nếu chỉ có mỗi loại thuốc này thì sản phẩm của mình hơi đơn điệu, chú có thể nghiên cứu thêm vài loại thuốc nữa được không? Ngô Bình, chuyện này đơn giản mà, hôm nào em sẽ đưa cho anh thêm vài đơn thuốc nữa. Cứ bình tĩnh mà làm, chờ khi nào lô thuốc này bán ổn định thì mình làm loại thuốc mới cũng chưa muộn. Hai người đi một vòng quanh nhà máy, sau đó Lý Quảng Long dẫn Ngô Bình đi uống rượu, hơn nữa còn gọi thêm Từ Khắc Mẫn đến. Ba người uống đến tận khuya, sau đó lại bị Lý Quảng Long lôi đến trung tâm nghỉ dưỡng ngâm mình. Trung tâm này là của Lý Quảng Long, có vài dịch vụ anh ta chỉ dành để tiếp khách quý. Do đã uống khá nhiều nên Lý Quảng Long đã ngà say, anh ta mỉm cười rồi nói nhỏ gì đó với nhân viên. Một lát sau, một cô gái chân dài xinh đẹp mặc bikini đã bước xuống bể nước, mỗi người đều có hai cô ngồi cạnh, người bóp tay, người nắn chân. Các cô gái này đều khá trẻ, chỉ khoảng 19, 20 tuổi, ai cũng trang điểm đậm. Lý Quảng Long cười lớn nói, các chú cứ hưởng thụ đi, các em này đều là sinh viên nên sạch lắm. Từ Khắc Mẫn làm việc ở cơ quan nhà nước nên đã quen với cảnh này, anh ta lập tức sờ soạng khắp người hai cô gái, làm họ bật cười khúc khích. Chỉ có Ngô Bình vẫn ngồi im, hai cô sang với anh Long đi. Hai cô gái bĩu môi rồi tỏ vẻ không hài lòng, so với ông béo bụng bự như Lý Quảng Long thì họ thích ngồi với Ngô Bình hơn. Lý Quảng Long cười nói, sao thế? Hay chú chê hai em này chưa đủ ngon, vậy để anh gọi người khác nhé. Ngô Bình, em sợ các anh sắp không nhịn được nữa rồi, thôi em đi mát xa đây, hai anh cứ chơi đi. Nói rồi, Ngô Bình đứng dậy. Sau đó bước ra khỏi bồn tắm rồi đi tới phòng massage. Lúc này, mọi sự việc ở đây đang hiển thị trên màn hình lớn ở một khách sạn gần đó, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngậm kẹo theo dõi chăm chú lên màn hình. Cô ta cười nói, đại ca, Ngô Bình này không động lòng. Một cô gái hơn 20 tuổi ngồi trên một chiếc sofa cách đó không xa, cô ấy để tóc ngắn, mặc quần bó phối với áo ba lỗ trắng trông rất xinh và gợi cảm với khí chất cao quý, cô ấy có dáng người mê hồn. Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ nguy hiểm. Cô ấy bê tách trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó ngẩng lên nhìn màn hình, nói có thể hắn không thích phụ nữ. Eo, chị đừng đùa thế chứ, cô gái tóc đuôi ngựa hoảng luôn. Bình thường mà, em nhìn ra rẻ nõn nà của hắn đi, trông chẳng khỏe khoắn tẹo nào, khéo còn thua anh. Một người thanh niên mặc áo sơ mi bước vào, một tay làm thế lan hoa chỉ, một tay cầm dao phẫu thuật. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nói, thôi đi. Trông anh mới yếu đuối thì có. Hừ, người thanh niên tức đến mức dậm chân, sau đó lắc eo bỏ đi. Cô gái tóc ngắn bỏ tách trà xuống rồi nói, hoa hồng. Một cô gái vô cùng hấp dẫn bước vào, bộ ngực đồ sộ của cô ả lớn đến mức sắp nhảy ra khỏi áo đến nơi. Tóc cô ả uốn gợn sóng, môi đỏ như lửa, đôi mắt đưa tình, đúng kiểu đàn ông chỉ liếc nhìn một cái sẽ say ngay. Chương 247, ám sát. Đại ca bảo em đi thử hắn à? Cô gái tóc ngắn nói, đi thử xem sao. Cô gái tóc xoăn cười nói, đại ca, anh này đẹp trai thế cơ mà, chị không thích thì để em vậy. Cô gái tóc ngắn, nói linh tinh vừa thôi, mau đi đi. Cô gái tóc xoăn khẽ mỉm cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, đại ca, người này là truyền nhân của Đông Phật Thiên Sinh siêu nổi tiếng đấy. Hoa hồng xuống tay mạnh lắm, nhỡ phế tu vi của hắn thì mình biết ăn nói thế nào. Cô gái tóc ngắn, nếu đến hoa hồng mà hắn còn thua thì không xứng làm đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, bị phế cũng đáng. Cô gái tóc đuôi ngựa chẹp miệng nói, đại ca, em chưa có bạn trai, nếu chị không thích thì để em thử nhé. Cô gái tóc ngắn coi như không nghe thấy, sau đó cất tiếng gọi kinh công. Một người da đen cao 2 mét vuông đi vào, mỗi bước đi của gã đều khiến mặt sàn rung chuyển, người gã có cơ bắp cuồn cuộn, khí thế rất bức người. Đại ca! Tên da đen nói tiếng Viêm Long rất chuẩn, nếu không nhìn thấy người thì chắc không ai biết gã là người ngoại quốc. Cô gái tóc ngắn, anh cũng đi đi, nếu hoa hồng thất bại thì anh ra tay. Kinh công, vâng. Gã da đen cũng đi ra ngoài, cô gái tóc đuôi ngựa thở dài nói, đại ca, chị lấy chồng chứ có lấy sát thủ đâu mà thử kỹ thế. Cô gái tóc ngắn cười lạnh nói, nếu đến chút nguy hiểm này cũng không chống lại được thì vào đường môn rồi cũng chết thôi, thế thả chết luôn đi cho xong. Cô gái tóc đuôi ngựa nhún vai, hai, làm rể đường môn nhà chị đúng là khó thật. Cô gái tóc ngắn, rể của đường môn đều không đơn giản, tranh giành quyền lực, tàn độc cay nghiệt, nếu không có bản lĩnh thì không đủ tư cách đảm đương đâu. Lúc này, Ngô Bình đang nằm trên một chiếc giường massage rất lớn, chờ một lúc không thấy ai vào, anh cũng chẳng buồn gọi,
mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, anh cảm thấy có người bước vào nên mới mở mắt ra. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một cô gái tóc gợn sóng có dáng người rất bốc lửa đi vào, cô ả rất xinh, bộ ngực thì siêu to khổng lồ, khi cô ả bước đến gần, anh còn thấy hơi ngộp thở. Cô ả mặc bộ đồng phục của nhân viên massage, chào anh, em đến phục vụ cho anh ạ. Một cô gái thế này rất dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị, nhưng Ngô Bình thì khác, anh vừa liếc nhìn đã thấy trên người cô ả có dắt một con dao găm, hai cái thích đã tẩm độc, móng tay và tóc đều có lẫn các mảnh dao nhỏ. Điều quan trọng hơn là tu vi của cô ả rất cao, đã là một tông sư cảnh giới thần. Em là Tiểu Thanh à, Ngô Bình cười hỏi, sau đó nhìn cô ả từ đầu đến chân với ánh mắt như nói anh muốn ăn em. Cô ả vén tóc rồi đáp, vâng, em là Tiểu Thanh đây. Nói rồi, cô ả đã bước lại gần Ngô Bình, bàn tay trắng nõn chạm vào bàn chân anh, em massage chân cho anh trước nhé. Ừ, Ngô Bình nói mà vẫn nhìn cô ả đăm đăm, vì anh không gọi cô nhân viên massage nào tên là Tiểu Thanh cả. Bàn tay của cô ả ấn vào huyệt dũng tuyền của Ngô Bình, cô ả xẹt qua tia lạnh lùng rồi bấm móng tay vào. Đúng lúc này, cô ả chợt hoa mắt vì bị trúng một đạp của Ngô Bình. Mũi cô ả nóng lên như bị bôi một loại thuốc gì đó, tiếp theo cô ả thấy mắt mình hoa lên. Đầu thì vang lên những tiếng ù ù, người thì dần đờ đẫn. Vù vù. Ngô Bình bắn vài đường chỉ phong vào các huyệt đạo của cô ả làm ả đứng im tại chỗ, không thể cử động. Bây giờ, cô ả rất thảm, xương mũi bị gãy, miệng chảy máu, mọi nét đẹp và thanh nhã đều biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và nhếch nhác. Chết tiệt, cô ả gào lên. Bụp. Cửa bị ai đó đạp mở, một người da đen cao lớn bước vào. Tu vi của gã không cao. Chỉ ở cảnh giới khí tiểu chu thiên, song người hắn rất đô, thực lực chắc chắn ăn đứt cô ả này. Gã hé lên rồi tung một quyền về phía Ngô Bình. Anh không lùi bước mà vận chuyển cang khí, một quyền pháp mang theo quyền khí lờ mò đã ập về phía tên da đen. Sau quyền đó, tên da đen cảm thấy Ngô Bình như một ngọn núi, khiến gã thấy rất áp bách. Ngô Bình đã dung hợp rất nhiều quyền pháp vào chiêu này nên nó rất ngang tàng, mạnh mẽ và tuyệt diệu. Quỳnh! Hai quyền cước va chạm. Tên ra đến thấy phía trước trống nên tiến thêm một bước, ngay lúc này, Ngô Bình đã tung quyền thứ hai ra. Bụp! Tên da đen trợn tròn mắt rồi gập người như con tôm, gã thấy sườn mình đau nhói. Bịch! Ngô Bình lại bồi thêm một quyền nữa vào mặt làm gã sắp xuống sàn, không thể nhúc nhích. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa xem đến đoạn này mà cả kinh hô lên, đại ca, hỏng rồi. Cô ta ngoảnh lại thì không còn thấy cô gái tóc ngắn đâu nữa. Ngô Bình lấy một con dao bằng hợp kim từ người của tên da đen, sau đó híp mắt đi tới cạnh cô gái tóc xoăn, nói đi, ai sai cô đến đây? Cô gái tóc xoăn lườm Ngô Bình rồi nói, khốn kiếp. Phập, con dao đã cắm vào hõm vai của cô ả, chỉ cần Ngô Bình dùng sức một chút là sẽ cắt đứt động mạch chủ của cô ả. Cô ả gào thét thảm thiết, ánh mắt càng thêm phẫn hận, anh sẽ phải hối hận. Thả cô ấy ra, tên da đen nằm dưới đất cử động một chút. Nhưng sau đó lại Ngô Bình đá cho ngất xỉu tiếp. Nếu cô không nói thì tôi sẽ dùng con dao này rồi lột từng lớp da mặt của cô sinh thế này cơ mà, tôi sẽ lột mang về làm kỷ niệm. Anh dám! Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, một cô gái tóc ngắn bước vào, khí tức của cô ấy rất mạnh, hóa ra là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình híp mắt lại, trẻ thế này mà đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi, rốt cuộc cô gái này là ai? Cô gái bước tới cách anh 3 mét rồi nói, tôi là Đường Băng Vân của Đường Môn. Ngô Bình ngạc nhiên, đây là Đường Băng Vân ư. Ngay sau đó, anh đã xa sầm mặt, cô là Đường Băng Vân. Hai người này là thuộc hạ của cô. Đường Băng Vân, đúng, nếu anh không vượt qua được bài kiểm tra thì không đủ tư cách gặp tôi. Ngô Bình cười phá lên, kiểm tra kết thúc rồi, các người đi đi. Cô gái tóc xoăn trừng mắt nói, anh có ý gì? Ngô Bình lạnh lùng nói, ý của tôi là các người mau biến hết đi. Chương 248, Đường Băng Vân hung hãn, sơ ngộ. Đường Băng Vân, anh đuổi tôi ư? Ngô Bình, đúng. Đường Băng Vân lườm anh rồi gần giọng nói, đuổi chúng tôi không dễ vậy đâu. Gì cơ, Ngô Bình cau mày, sư huynh tôi bảo muốn giới thiệu một cô gái họ Đường khá ưa nhìn cho tôi gặp, ra cũng chỉ vậy thôi. Khá ưa nhìn, giới thiệu cho gặp. Đường Băng Vân sầm mặt xuống, anh coi đó là đi xem mắt chắc. Chẳng lẽ không phải, Ngô Bình liếc nhìn ngực cô ấy rồi chẹp miệng, cũng to đấy, nhưng không biết có bị thâm không, nếu thâm thì tôi không thèm đâu. Mặt đất rung chuyển, một bóng người lao vụt tới,
sau đó tung ra ba quyền và một cước tấn công vào chỗ hiểm của Ngô Bình. Ngô Bình trông có vẻ như đang bấn cợt, nhưng thực chất đang tập trung tinh thần. Đường Băng Vân vừa tấn công thì anh cũng nghênh chiến ngay, anh nghiêng người rồi đánh vào khuỷu tay của cô ấy. Đường Băng Vân chú ý thấy thì đánh văng tay Ngô Bình ra rồi tung một quyền vào ngực anh. Ngô Bình cúi xuống rồi vòng qua người Đường Băng Vân, sau đó đánh vào lưng cô ấy. Bụp! Anh ra tay rất nhanh, sau đó đánh vào mông Đường Băng Vân, xúc cảm mang lại khá tuyệt. Đường Băng Vân suýt nữa nhảy dựng lên, cô ấy hét lớn rồi tấn công như vũ bão. Lúc này, cô ấy đã phát hiện Ngô Bình tu luyện quyền ý, kiến thức của anh rất rộng, quyền cước thì nhiều, anh toàn tung ra những đòn mà cô ấy chưa từng thấy. Hai người dồn toàn lực chiến đấu trong một không gian hẹp, quyền qua cước lại, từng chiêu thức chí mạng như muốn tiêu diệt nhau. Đường Băng Vân mới đột phá nên tu vi chưa ổn định, Ngô Bình thì đã tu luyện được thần ý, sắp tới quyền ý. Hơn nữa, kiến thức của anh lại nhiều, nền móng vững chắc nên hai người khó phân thắng bại. Nhưng dẫu sao Đường Băng Vân cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, từng đòn tấn công của cô ấy đều có uy lực phi phàm, khiến Ngô Bình phải tập trung tinh thần cao độ và dồn toàn lực ứng phó. Hai người đánh từ trong phòng ra đến hành lang rồi tới đại sảnh, bàn ghế vỡ toang, cửa sổ kính cũng vỡ nát. Đường Băng Vân như đã dùng đến sát chiêu, Ngô Bình hơi đuối sức, rõ ràng anh có thể nhìn rõ từng chiêu thức của cô ấy, thậm chí có thể đánh bại cô ấy bằng một chiêu ngay, nhưng lực bất tòng tâm nên anh đang thấy rất tiếc nuối. Cảm giác tiếc nuối này khiến anh nảy ra một ý, đó là học thêm các chiêu thức của Đường Băng Vân. Sau vài lần, anh đã loại bỏ những chỗ không phù hợp để hoàn thiện những động tác riêng cho mình. Hiện giờ, anh đã tiến vào cảnh giới thứ ba quan thông trong 7 cảnh giới của quyền ý. Cuối cùng thì anh đã có thể nắm rõ hết các chiêu thức, tuyệt học và biến nó thành kiến thức của mình. Đường Băng Vân cảm thấy quyền pháp của Ngô Bình đột ngột thay đổi. Trước đó, tuy quyền pháp của anh phức tạp, nhưng giống đồ đi mượn, còn bây giờ thì khác, từng chiêu thức của anh đều như đã khổ luyện cả nghìn lần nên vô cùng thông thuộc. Dần ra, quanh người anh đã phủ kiến như lai thần canh, từng quyền cước ngày càng nhuần nhuyễn. Dưới sự chèn ép mạnh mẽ của Đường Băng Vân, Ngô Bình đã bất ngờ đột phá cảnh giới thứ tư của quyền ý sơ ngộ. Lúc này, anh đã bắt đầu ngộ ra được một chút kiến thức về quyền ý. Quyền ý giúp mình có ý thức và trí tuệ, là một cảnh giới mà phải trải qua muôn vàn thử thách mới có thể đột phá được. Đường Băng Vân cảm thấy có gì đó sai sai, Ngô Bình ngày càng có vẻ thư thái hơn, cuối cùng thì mỉm cười, thậm chí anh còn không thèm nhìn cô ấy, mà vẫn có thể tung ra những chiêu thức khiếp đảm, phản đòn cũng ngày càng tinh vi hơn. Tôi không tin một người ở cảnh giới thần như anh có thể đấu lại tôi, Đường Băng Vân không phục nên phóng chân khí ra, tốc độ tấn công cũng nhanh hơn. Xong, dù cô ấy có tung bao nhiêu đòn ra thì Ngô Bình cũng né được hết, điều này khiến Đường Băng Vân rất bực, như thể mọi đòn tấn công của cô ấy đều nằm trong dự liệu của anh vậy. Hai người lại đánh thêm hơn 100 chiêu nữa, Đường Băng Vân tức điên rồi quát, không đánh nữa. Ngô Bình thu tay, sau đó cười híp mắt đứng yên tại chỗ cảm ơn. Đường Băng Vân, anh cảm ơn tôi ư? Ngô Bình, tôi vừa lĩnh ngộ ra quyền ý, cảm ơn cô đã cho tôi áp lực. Đường Băng Vân kinh ngạc, anh lĩnh ngộ quyền ý rồi ư? Không thể nào, cả 100 năm rồi chưa có ai làm được điều đó. Ngô Bình, thì giờ có tôi làm được. Đường Băng Vân trợn tròn mắt, cô ấy không ngờ sự truy sát của mình lại giúp Ngô Bình lĩnh ngộ ra quyền ý, giờ cô ấy biết nói gì nữa đây? Ngô Bình, xin lỗi, giờ tôi phải củng cố tu vi rồi, tạm biệt. Dứt lời, anh vào phòng thay đồ rồi đi luôn. Đường Băng Vân chợt nói, nếu anh muốn tìm nơi luyện quyền thì tôi biết một chỗ. Ngô Bình do dự một lúc rồi nói, thôi, chúng ta ai đi đường nấy. Cô gái này đẹp thì đẹp thật, nhưng quá đanh đá, tu vi lại cao, lấy cô ấy thì phúc họa ngang nhau, chưa chắc anh đã chịu nổi. Anh, Đường Băng Vân tức đến mức lại muốn đánh nhau tiếp. Lúc này, gã da đen đã tỉnh lại, sau đó ôm bụng đi tới nói, đại ca. Hắn đã hạ ám thủ với tôi. Ngô Bình đạp vào bụng khiến gã bay xa 7 mét rồi ngã mạnh xuống đất, nhưng sau đó gã không thấy sườn mình đau nữa, Ngô Bình đã giải ám thủ cho gã. Không lâu sau, cô gái tóc xoăn cũng bước tới rồi lườm Ngô Bình, anh dám đánh gãy mũi tôi, anh có biết tôi làm hết bao nhiêu tiền không? Ngô Bình nhún vai, xin lỗi, lần sau tôi sẽ đánh chỗ khác. Khốn khiếp, còn có lần sau nữa ư, cô gái tóc xoăn chỉ muốn đập chết anh. Chương 249, lính đánh thuê ma ám. Ngô Bình chợt đi đến gần cô gái tóc uốn, làm cô ả sợ đến mức lùi lại rồi tức tối quát, anh định làm gì?
Ngô Bình bình thản nói, tôi là bác sĩ, đứng im. Dứt lời, anh giơ tay ra nắn nhẹ vào đoạn mũi bị gãy của cô ả, sau đó động nội lực, phần xương mũi bị gãy nhanh chóng nối liền, chân khí màu vàng cũng được truyền vào bên trong. Cô ả thấy mũi mình nóng nên thì mới biết Ngô Bình đang chữa trị cho mình, ra tay với phụ nữ quá thâm độc, tôi phục anh đấy. Ngô Bình, quá khen. Cô ả lừ mắt với anh, tôi là Hoa Hồng. Ngô Bình, chắc tôi không cần tự giới thiệu nữa. Hoa Hồng xoa vết thương trên vai mình thì thấy đã không còn chảy máu nữa. Cô ả cảm thán, mũi dao ấy của anh chuẩn thật, chỉ lệch động mạch chủ có một chút thôi. Đó là vì tôi không cảm nhận được sát ý trên người cô, không thì cô đã về gặp tổ tiên lâu rồi, Ngô Bình bình tĩnh nói. Sau khi có thần ý, Ngô Bình rất nhạy bén với sát ý, nếu anh không cảm nhận được sát ý từ người khác thì chứng tỏ họ không đính giết anh. Hoa Hồng toát mồ hôi hột, đúng là nguy hiểm. Dưới sự hỗ trợ của chân khí màu vàng, mũi của Hoa Hồng đã bình thường trở lại, Ngô Bình buông tay rồi nói, xem ra các người là một nhóm, việc chính là gì thế? Ngô Bình liếc nhìn Đường Băng Vân, thấy cô ấy không nói gì thì mới trả lời, anh có biết lính đánh thuê không? Ngô Bình hơi ngạc nhiên, các cô là lính đánh thuê ư? Hoa Hồng sờ mũi thấy không còn đau nữa, hình như mũi cô ả đã thẳng lại bình thường, cô ả rất kinh ngạc và cùng biết ơn Ngô Bình, chúng tôi là một trong những nhóm lính đánh thuê mạnh nhất toàn cầu, chúng tôi là nhóm ma ám. Ngô Bình, đỉnh. Đường Băng Vân, anh đã qua được vòng kiểm tra thứ nhất, giờ đến vòng thứ hai. Ngô Bình cau mày, gì mà vòng thứ hai? Xin lỗi nha, tôi không rảnh. Đường Băng Vân, nếu anh từ chối thì tôi sẽ bảo với sư phụ anh là anh sợ rồi. Sợ, Ngô Bình cười lạnh. Nếu không sợ thì anh tham gia vòng hai đi. Đường Băng Vân nhìn vào mắt anh, cùng tôi tham gia thực chiến với nhóm lính đánh thuê một tuần. Tham gia thực chiến của lính đánh thuê, Ngô Bình sáng mắt lên, anh rất thích súng ống, hồi còn học cấp 3, anh còn là fan của quân sự. Bây giờ có cơ hội thực chiến nên anh thấy rất hồi hộp. Ngô Bình thoáng do dự rồi nói, được, tôi tham gia. Đường Băng Vân tốt, khi nào sắp xếp xong, chúng tôi sẽ nhắn cho anh, dứt lời, cô ấy dẫn Kinh Công và Hoa Hồng rời đi. Bên này có động tĩnh quá lớn, nhưng Lý Quảng Long và Từ Khắc Mẫn đang hưởng thụ nên không nghe thấy gì cả. Chờ họ vui vẻ xong thì Ngô Bình đã về lâu rồi. Trời sắp tối, anh lái chiếc X7 của Lý Quảng Long đi gặp Chu Thanh Nghiên. Cô ấy vẫn chưa tan làm, nghe thấy Ngô Bình tới thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, sau đó lái chiếc S5 tới một quán cà phê đã hẹn với anh. Chu Thanh Nghiên vừa lái xe ra ngoài nhà máy thì đã có một chiếc xe khác của Nhật đã đi theo. Nhà máy nằm ở một nơi khá hoang vắng, trời đang chạng vạng tối nên Chu Thanh Nghiên không lái nhanh được. Đột nhiên có hai chiếc xe chở hàng xuất hiện ở phía trước rồi phanh gấp. Chu Thanh Nghiên giật bắn mình, vội vàng đạp phanh, khó khăn lắm mới dừng xe sát xe phía trên mà không đâm sầm vào. Lúc này, chiếc xe của Nhật ở phía sau đã đi tới, sau đó đâm mạnh vào đuôi xe của cô ấy, làm Chu Thanh Nghiên kẹt ở trong xe. Thấy tình hình không ổn, Chu Thanh Nghiên lập tức gọi cho Ngô Bình ngay. Có bốn người bước xuống từ chiếc xe phía sau, sau đó vây quanh xe của cô ấy, một người gõ vào cửa kính rồi nói, người đẹp, xin lỗi nhé, chúng tôi đâm trúng xe của cô rồi. Lúc này, giọng của Ngô Bình đã vang lên, Thanh Nghiên, anh sắp đến rồi. Chu Thanh Nghiên lo lắng nói, anh Ngô, em bị đâm vào đuôi xe, hình như là họ cố ý. Ngô Bình ngạc nhiên nói, em đừng mở cửa, cứ cầm cự với họ, gửi địa chỉ ngay cho anh. Vâng. Chu Thanh Nghiên nhanh chóng gửi định vị cho Ngô Bình. Thấy Chu Thanh Nghiên đang gọi điện trong xe, mấy người bên ngoài liếc nhìn nhau rồi lấy vũ khí ra bắt đầu ra sức đập kính xe, cửa kính thủy tinh bắt đầu bị nứt, Chu Thanh Nghiên tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh, dẫu sao cô ấy cũng là người có tu vi. Nghe thấy tiếng đập cửa kính xe, Ngô Bình vừa tức vừa cuống nói, Thanh Nghiên, đứng sợ, lùi xe đi. Chu Thanh Nghiên lập tức gạt cần số rồi nhấn ga, chiếc S5 lùi mạnh lại, làm chiếc xe của Nhật bay ra xa mấy mét. Ngô Bình, em hãy quay đầu xe đi vào nhà máy, anh sẽ đến ngay. Ngô Bình phóng xe như bay trên đường, may sao đoạn đường này vắng nên anh không gặp cản trở. Thấy Chu Thanh Nghiên có hành động bất ngờ, mấy người kia sợ hết hồn nên nhanh chóng leo lên xe rồi đuổi theo. Nhưng chiếc xe Nhật của họ không tăng tốc nhanh như chiếc S5, vì thế không thể đuổi kịp cô ấy. Một người đàn ông trên xe gọi điện thoại, sếp, cô ta chạy rồi. Phái bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng, vô dụng. Đuổi theo mau, dù có phải đuổi vào tận nhà máy thì cũng phải bắt cô ta về đây cho tao. Vâng, sếp yên tâm. Tên đó ngắt máy rồi nghiến răng nói,
vào nhà máy, sếp bảo nhất định phải bắt được cô ta. Chương 250, Chu Thanh Nghiên gặp nguy hiểm. Việt, Ngô Bình mất chưa đến 10 phút để đi hết quãng đường hơn chục cây số. Sau khi đến nơi, anh thấy các mảnh vụn do va chạm xe gây ra, sau đó anh đạp chân ga rồi tiếp tục phóng đi. Điện thoại anh vẫn đang nối máy với Chu Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, ngoài cổng nhà máy có bảo vệ không? Chu Thanh Nghiên, hôm nay bảo vệ mới xin nghỉ xong, các công nhân thì về hết rồi, chỉ có vài người ở lại trong nhà máy thôi. Ngô Bình, em vào trong rồi khóa cổng lại, anh đến ngay. Vâng. Chu Thanh Nghiên không quá lo lắng, tốt xấu gì thì cô ấy cũng biết võ, nhưng khi gặp phải chuyện này thì vẫn nên cẩn thận, nhớ đám người kia có súng thì sao? Ngô Bình phóng như bay tới, khi đến nơi thì anh nhìn thấy cổng nhà máy đã bị xe đâm hỏng, hai người bảo vệ bị đánh ngã dưới đất, máu chảy lênh láng. Anh không vội kiểm tra họ ngay mà lái xe vào bên trong, vừa đi được một đoạn thì anh thấy có một nhóm người đang dồn một cô gái vào trong góc, đó chính là Chu Thanh Nghiên. Lúc này, Chu Thanh Nghiên đang vào đứng vào thế võ, không chút sợ hãi nói, các người làm thế này là phạm pháp, nếu giờ đi ngay thì tôi sẽ không truy cứu. Một người đàn ông bật cười càn rỡ, sếp Chu, xin lỗi nhé, chúng tôi nhận lệnh đến bắt cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn phối hợp để tránh những rủi ro không đáng có. Hắn vừa nói dứt câu thì xe của Ngô Bình lao đến, đám người đó hoảng sợ rồi tránh hết sang một bên. Chiếc xe phanh kít lại, cách Chu Thanh Nghiên không xa. Ngô Bình nhảy xuống xe, Chu Thanh Nghiên bước nhanh tới giỏi ôm lấy anh. Không sao rồi, Ngô Bình thở phào một hơi, may mà anh đến kịp. Thằng kia, mày chán sống rồi à? Một người đàn ông ở phía sau giận dữ rút một con dao gấp ra định đâm vào lưng Ngô Bình. Anh như có mắt mọc sau gáy, lập tức đá bay gã. Cú đá này chứa cả cơn giận dữ nên đã đạp nát lục phủ ngũ tạng của tên đó, gã ngã vật ra đất rồi chảy máu ròng ròng khắp các lỗ trên cơ thể. Sau đó co giật vài cái rồi chết. Những người khác hoảng hốt rồi nhìn Ngô Bình như thấy ma quỷ. Quỳ xuống, anh lạnh giọng quát. Đám đó quay đầu bỏ chạy, anh giơ tay lên bắn liên tục các chỉ phong ra vào đầu gối của họ, ai nấy đều kêu la thảm thiết rồi ngã xuống. Ngô Bình dậm lên đầu gối của một người, anh hơi dùng sức một chút là người đó đã kêu oai oái. Nói, ai sai các người đến đây? Là ông chủ Hoàng, ông ấy sai chúng tôi đến. Ông chủ Hoàng ư, Ngô Bình cau mày, ông chủ Hoàng nào? Là Hoàng Huy. Chu Thanh Nghiên ngẩn ra, Hoàng Huy. Ngô Bình, em biết ông ta à? Chu Thanh Nghiên gật đầu, chính là người muốn mua lại nhà máy đấy anh, cũng chính ông ta đã gọi điện đe dọa em. Ngô Bình gật đầu, anh hiểu rồi. Ngô Bình gọi một cuộc điện thoại, một lát sau, người của đội điều tra tỉnh đã tới, sau đó giải hết đám người này đi. Trong số các cảnh sát đến, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tên là Triệu Học Phong là phó đội trưởng của đội này. Triệu Học Phong lịch sự chào hỏi, chào tổng đội trưởng. Ngô Bình gật đầu, phiền ông rồi, đám này ra tay độc ác, chắc đã phạm tội nhiều, ông hãy điều tra cho kỹ. Triệu Học Phong, vâng, tổng đội trưởng yên tâm, tôi sẽ tra rõ ràng. Triệu Học Phong rất kính trọng Ngô Bình, ông ấy là người có kinh nghiệm trong ngành nên biết Ngô Bình có bối cảnh lớn cỡ nào. 100 ông ấy cũng không bằng một câu nói của người hậu thuẫn cho anh, nên đương nhiên ông ấy phải có thái độ lễ phép nhất có thể. Cảnh sát đi rồi, Ngô Bình lái xe đưa Chu Thanh Nghiên về nhà cô ấy rồi nói, Thanh Nghiên, Hoàng Uy này là tai họa đấy, tối nay anh sẽ xử lý ông ta cho em. Chu Thanh Nghiên gật đầu, anh nhớ cẩn thận. Ngô Bình đi tới nhà của Hoàng Uy, ông ta sống trong khu dành cho nhà giàu tên là Lệ Thủy ở tỉnh. Hai bên đường là những căn biệt thự sang trọng. Xe sang đỗ nhiều không kể hết, rẻ nhất cũng phải là xe hơn 1 triệu. Tiếp đó là tới những nhà hàng, khách sạn chuyên phục vụ cho người có tiền và thẻ hội viên. Ngô Bình đỗ xe rồi mở điện thoại xem hết thông tin về Hoàng Uy. Ông ta năm nay 49 tuổi, là chủ của tập đoàn Uy Thắng, thu nhập một năm của tập đoàn này là hơn 40 tỷ, lợi nhuận khoảng vài tỷ, đã có vài công ty ra mắt thị trường. Trong số đó, Hoàng Uy chiếm hơn 30% cổ phần với tổng vốn là gần 20 tỷ. Ông ta kinh doanh cả hai giới hắc bạch, ngoài mặt thì làm ăn chân chính, nhưng thật ra cũng tham gia rửa tiền, hoặc tham gia các vụ làm ăn phi pháp. Vì có người hậu thuẫn nên nhiều năm qua, vẫn chưa có ai dám động đến ông ta. Đọc xong, Ngô Bình quyết định gọi cho Từ Bá Nhân, nếu anh muốn xử Hoàng Uy thì cần phải báo cho Từ Bá Nhân một tiếng. Điện thoại kết nối, Từ Bá Nhân nghe Ngô Bình kể xong thì tức giận nói, Hoàng Uy này đúng là to gan, dám bắt cóc người vào ban ngày ban mặt. Ngô Bình, anh Từ,
người này đã phạm pháp nhiều, nhưng người chống lưng cho ông ta rất mạnh. Từ bá nhân hừ lạnh nói, không cần biết ai chống lưng cho ông ta, nhưng lần này tôi sẽ tra đến cùng. Nhưng chắc sẽ mất chút thời gian nên không thể trút giận cho cậu ngay được. Ngô Bình, anh Từ, em có một cách này, nhưng anh phải cử người tới lấy khẩu cung của Hoàng Uy. Chương 251, chính khí. Từ bá nhân đồng ý ngay, được, tôi sẽ cho người đến ngay. Ngô Bình, anh Từ, giờ em đang giữ chức đội trưởng đội truy bắt, có thể quy công lao này cho đội em được không? Từ bá nhân cười lớn nói, được chứ, tôi sẽ ghi công cho đội cậu. Vì thế, Ngô Bình đã gọi cho Triệu Học Phong dẫn người đến. Sau đó, người của tỉnh cũng lục đục tới, họ nhận lệnh sẽ nghe theo chỉ đạo của Ngô Bình trong hành động lần này. Do đó, dù Ngô Bình không có chức vụ cao nhất, nhưng tất cả mọi người phải nghe lệnh anh. Sau khi chào hỏi, Ngô Bình vào luôn chủ đề chính, các vị, chúng ta sẽ tấn công vào nhà của Hoàng Uy, sau đó bắt ông ta thừa nhận các hành vi phạm pháp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một lãnh đạo của tỉnh tên là Mã Thủ Nhân đã ngoài 50, vóc dáng nhỏ con nói, giám sát Ngô, ông ta sẽ không dễ dàng nhận tội vậy đâu, chuyện này phải điều tra và thu thập chứng cứ dần dần. Ngô Bình nghiêm túc nói, ông Mã, chúng ta đại diện cho chính nghĩa, còn Hoàng Uy là phần tử phạm tội, là người xấu, khi gặp chúng ta nhất định ông ta sẽ sợ hãi và thừa nhận mọi tội lỗi. Mọi người đều như phát điên, chuyện gì vậy trời? Chính nghĩa sẽ làm kẻ xấu sợ như thế sao? Nhưng Ngô Bình là tổng chỉ huy nên họ không dám nói gì, sau tiếng hô của anh, mọi người đều tiến tới nhà của Hoàng Uy. Lúc này, Hoàng Uy đang ăn tối với gia đình, dù làm nhiều chuyện xấu bên ngoài, nhưng Hoàng Uy đối xử rất tốt với vợ mình. Vì khi xưa, không có ai tốt với ông ta, chỉ có người vợ Tào Khang luôn ở cạnh động viên và cổ vũ ông ta. Dù ông ta có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài thì vẫn yêu thương và kính trọng nhất người vợ chính thức của mình. Hoàng Uy có hai người con, một trai một gái, cả hai đều đã trưởng thành, một người đang học, một người đã lập gia đình nên bây giờ có cả con rể của ông ta ở đây. Khi nhóm Ngô Bình xông vào, Hoàng Uy ngẩn ra nói, các người là ai? Ngô Bình bước lên rồi lén bắn một ít thuốc vào mũi ông ta, sau đó còn lẩm bẩm thần chú, chẳng mấy chốc đã khống chế ý thức của Hoàng Uy. Hoàng Uy, ông bị tình nghi có liên quan đến vụ án rửa tiền và tham gia tổ chức xã hội đen. Bắt cóc, giết người làm chuyện phi pháp. Chúng tôi đến bắt ông, hy vọng ông thành thực khai báo để được khoan hồng. Ngô Bình vừa nói dứt câu thì những người khác trong đội đều lắc đầu, không ai nghĩ anh làm vậy sẽ có tác dụng. Xong, cảnh tượng tiếp theo đã khiến họ phải há hốc miệng. Hoàng Uy đứng bật dậy rồi thành khẩn nói, tôi nhận tội. Sau đó, ông ta kể lại hết mọi tội lỗi của mình, Ngô Bình đã chuẩn bị sẵn nên gọi người vào ghi âm, quay hình lại ngay. Những việc sau đó không cần anh tham gia nữa, anh bảo những người khác ở lại, còn mình thì ra ngoài hút thuốc. Hoàng Uy này đã phạm quá nhiều tội, chắc phải khai báo cả buổi tối mới xong. Ngô Bình không muốn ở lại nên chào mọi người rồi đi tìm Chu Thanh Nghiên. Chu Thanh Nghiên vẫn đang chờ anh, thấy anh về thì cô ấy mới thở phào một hơi, anh Ngô Bình, giải quyết xong việc rồi ạ. Cô ấy luôn tin tưởng Ngô Bình vô điều kiện, thậm chí còn thấy không có chuyện gì trên đời này mà anh không làm được. Ngô Bình gật đầu, Hoàng Uy đã nhận tội rồi, ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị. Lời nói của anh rất chính nghĩa, làm Chu Thanh Nghiên không nhịn được cười. Ngô Bình lúng túng nói, em cười cái gì, anh giờ là đội trưởng của đội điều tra đấy nên phải để ý ăn nói chứ. Em xin lỗi, Chu Thanh Nghiên mỉm cười rồi kéo anh vào nhà. Đây là một căn nhà rộng hơn 200 mét vuông ở Nam Thành, trang thiết bị trong nhà đều rất hiện đại, vì nơi này gần nhà máy nên tạm thời Chu Thanh Nghiên sống ở đây. Chỉ có một mình Chu Thanh Nghiên ở trong căn nhà rộng rãi nên rất trống trải. Ngô Bình đi vào phòng khách, Chu Thanh Nghiên cội lấy bánh và hoa quả ra mời anh. Ngô Bình liếc nhìn một vòng rồi nói, Thanh Nghiên, em không thuê giúp việc à? Ở một mình không sợ sao? Chu Thanh Nghiên, em chỉ về đây ngủ buổi tối thôi nên không thuê giúp việc. Ngô Bình lắc đầu, dạo này em vất vả lắm đúng không? À, ông nội sao rồi? Chu Thanh Nghiên, thôi anh đừng nhắc nữa. Bây giờ ngày nào hai ông bà cũng đi du lịch, bỏ hết việc lại cho em. Ngô Bình, tại em có thực lực, nhưng nhiều việc thế này thì em nên tìm một trợ thủ. Chu Thanh Nghiên gật đầu, em đang tìm đấy chứ, nhưng gấp quá nên chưa tìm được. Sau đó, cô ấy bê một đống giấy tờ đến cho Ngô Bình ký tên, đó là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của nhà máy hóa chất. Theo thỏa thuận thì Ngô Bình đầu tư 10 tỷ nên được chia 30% cổ phần. Ngô Bình vốn chỉ định cho Chu Thanh Nghiên vay tiền thôi,
ai dè cô ấy cứ đòi chia cổ phần cho anh nên anh đành nhận vậy. Ký tên xong, Chu Thanh Nghiên cười nói, anh Ngô Bình, em gọi đồ ăn rồi, mình ăn chung nhé. Một lát sau đã có người gõ cửa, một người đẩy cả xe thức ăn vào, sau đó bày biện lên bàn. Khách sạn giao đồ ăn này ở ngay phía đối diện, đồ ăn ở đây khá ngon nên Chu Thanh Nghiên thường đặt món ở đây. Ngô Bình cũng đã đói meo nên hai người dùng bữa lên. Anh ăn rất tốt, loáng cái đã xử lý xong cả bàn đồ ăn, vậy mà vẫn mới lửng dạ. Ăn uống xong, hai người trò chuyện thêm một lúc, loáng cái đã 11 giờ đêm, đồng hồ đổ chuông, Chu Thanh Nghiên nói, anh Ngô Bình, muộn rồi hay anh đừng về nữa. Tim Ngô Bình đập thình thịch, không về nữa ư, thế ở lại làm gì? Chương 252, xem phim. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, chuyện hôm nay làm em sợ quá hả, vậy để anh ở lại cùng. Chu Thanh Nghiên bật cười rồi khoác tay anh, nói, anh Ngô Bình, bọn mình xem phim đi. Ngô Bình, ừ. Nhà Chu Thanh Nghiên có máy chiếu, cô ấy chọn một bộ phim tình yêu. Hai người xem được một lúc thì cô ấy lúc khóc lúc cười. Ngô Bình không hề để tâm vào bộ phim, tay anh đặt ở vòng eo thon gọn của Chu Thanh Nghiên, người thì đang dạo dực. Khi tới cảnh nam nữ chính hôn môi cuồng nhiệt, Chu Thanh Nghiên chợt ngửa đầu lên rồi nhìn anh với vẻ chờ mong. Ngô Bình áp môi xuống, bờ môi mềm mại của Chu Thanh Nghiên khiến máu huyết trong người anh sôi trào, nhất thời không thể kiềm chế được. Không biết ai bắt đầu trước, nhưng cả hai đã lăn xuống thảm, quần áo rơi lả tả, ngay sau đó đã có âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng. Bộ phim tình yêu kết thúc, sau đó tự động phát ca nhạc. Tiếng nhạc này khiến người Chu Thanh Nghiên siết chặt, như một linh hồn muốn bay khỏi trái đất. Bài hát cũng kết thúc, cô ấy mướt mải mồ hôi nằm trong lòng Ngô Bình. Anh châm một điếu thuốc rồi hít một hơi vô cùng thỏa mãn, anh chưa mặc đồ, cơ bắp cùng da thịt rắn chắc ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Chu Thanh Nghiên nằm áp lên lồng ngực anh, sau đó hít hà mùi thương nhàn hạt rất dễ chịu. Đây chính là hương thơm sẽ tỏa ra khi người ta tu luyện đến một trình độ nhất định. Không phải ai tu luyện cũng tỏa ra được mùi hương này, chỉ có nhân tài như Ngô Bình mới làm được. Ngô Bình chợt nói, Thanh Nghiên, giờ anh giúp em đả thông kinh mạch nhé. Chu Thanh Nghiên kinh ngạc nói, anh Bình, em cũng có thể luyện khí ư. Ngô Bình nói, em thông minh mà. Anh lập tức truyền chân khí màu vàng vào người Chu Thanh Nghiên để đả thông hai mạch nhâm đốc cho cô ấy, ngoài ra anh còn đả thông kinh mạch cấp 2 cho cô ấy luôn. Ngay sau đó, Chu Thanh Nghiên đã thấy toàn thân khoan khoái như thay da đổi thịt, người cô ấy bỗng nhẹ bẫng. Ngô Bình đã thức cả đêm để giúp Chu Thanh Nghiên đột phá tu vi, tiện thể thử nghiệm một bộ thần pháp có tên Âm Dương Đại Hoan Hỷ trong phiến ngọc. Bộ thần công này yêu cầu nam nữ cùng tu luyện, cụ thể là thông qua việc ân ái để tu luyện tinh thần. Nhưng đây không phải công pháp tà môn, nó không chỉ tu luyện nhanh, mà còn hỗ trợ nâng cao tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Chu Thanh Nghiên gọi đồ ăn sáng rồi bê đến cho Ngô Bình. Anh nằm thẳng cẳng dưới đất, vì hôm qua quá mệt nên cần phải nghỉ ngơi. Anh Bình, em đi làm đây, anh ngủ thêm đi, Chu Thanh Nghiên hôn Ngô Bình một cái rồi sửa soạn đi làm. Ăn sáng xong, Ngô Bình gọi điện thoại hỏi Triệu Phong Học Phong về tình hình của Hoàng Uy. Ông ấy bảo Hoàng Uy đã nhận hết tội, hơn nữa còn khai báo rõ ràng từng ngân hàng, số tài khoản. Một vụ án lớn dính dáng đến ba người ở tỉnh đều được Hoàng Uy khai ra hết, vụ án này liên quan đến một khoản tiền lớn mấy chục tỷ. Hoàng Uy tham gia rửa tiền cho vụ này, khoản tiền phi pháp đã vẫn đang không ngừng tăng thêm. Trên tỉnh rất coi trọng vụ án này, Từ Bá Nhân đã lệnh lập tổ chuyên án, còn Bộ Công an thì thúc giục. Từ Bá Nhân đã đề xuất cho Ngô Bình được khen thưởng, ngoài ra còn mấy người nữa. Ngô Bình vừa ngắt máy thì Từ Bá Nhân đã gọi tới. Ông ấy vui vẻ nói, đội trưởng Ngô, chúc mừng cậu lập được công lớn. Ngô Bình cười nói, tất cả là nhờ phương án của anh. Hai người trò chuyện một lúc, Ngô Bình mới biết ba người mà Hoàng Uy khai đều đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú và bị điều tra. Ba người này không thuộc phe của Từ Bá Nhân, mà dính dáng đến những lãnh đạo khác của tỉnh. Vụ án này rất lớn, cấp trên đã tiếp nhận và cử người tới, nhưng chuyện này rất có lợi cho Từ Bá Nhân. Ngắt máy xong. Ngô Bình không khỏi cảm thán mình xử lý Hoàng Uy thế nào lại thành giúp Từ Bá Nhân. Nếu đúng như anh đoán thì chắc ông ấy lại sắp được thăng chức rồi. Ngô Bình rời khỏi nhà của Chu Thanh Nghiên, thấy mình hay lên tỉnh, anh bỗng muốn mau một ngôi nhà ở đây cho tiện. Anh thấy con phố mà Hoàng Uy khá được nên mở điện thoại lên tra, quả nhiên có nhà đang giao bán, anh đã đặt lịch hẹn đến đó xem nhà. Trong đó có một căn nhà rộng 3.000 m², là một căn biệt thự 3 tầng. Có vườn hoa ở cả trước và sau nhà.
nhưng căn nhà này có giá cực cao, những 40.000 một mét vuông, thêm tiền thủ tục sang tên nữa thì đúng là giá trên trời. Mọi thiết kế và vật dụng trong nhà đều rất xa hoa, toàn bộ đẳng cấp, ngoài ra còn có phòng xem phim, phòng tập và bể bơi. Ngô Bình xem xong thì rất hài lòng, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định mua luôn. Chương 253, triệu cử bằng. Hiện giờ trong tay anh còn khoảng chục tỷ tệ, lấy ra 180 triệu tệ mua một căn hộ là chuyện nhỏ. Anh trả hết tiền mặt chỉ trong một lần, sau đó ủy thác cho người trung gian làm thủ tục sang tên căn hộ. Đến buổi trưa, Ngô Bình đã trở thành chủ nhân của căn biệt thự này. Có một căn nhà rộng thế này cũng thuận lợi cho anh luyện công. Khu vườn phía sau vô cùng yên tĩnh, Ngô Bình đi tới chỗ giàn nho, bắt đầu nghiên cứu quyền ý sơ ngộ. Lúc này, mỗi chiêu thức anh tập đều vô cùng chậm rãi để cảm nhận được từng thay đổi nhỏ mà quyền ý mang đến. Mải mê luyện quyền ý, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, cảm giác đói bụng kéo Ngô Bình quay lại với thực tại. Bụng anh lúc này đã kêu ọc ọc, cho nên anh đã gọi đồ ăn ship từ bên ngoài. Ăn qua loa vài món xong, anh muốn tranh thủ thời gian, thăng cấp thật nhanh lên cảnh giới ngưng ý nên tiếp tục tập luyện. Ngưng ý thực chất có nghĩa là tập trung, đúc kết được tinh thần của võ đạo. Đến được bước này là quyền ý đã tương đối hoàn thiện. Tiếp theo, chính là giai đoạn mài giũa quyền ý để ngày càng thuần thục và hoàn thiện hơn. Có điều, ngưng ý này đương nhiên khá khó luyện. Ngô Bình luyện một mạch từ chiều đến 7 giờ tối mà vẫn chẳng thu hoạch được gì. Trong lòng anh có chút buồn bực nên không luyện quyền ý nữa mà chuyển sang luyện đoàn thể thuật. Vừa luyện được vài động tác thì Đường Tử Di gọi điện, nói cô ấy đang trên đường tới. Cô ấy muốn xem căn nhà anh mới mua. Ngô Bình đã nói với Đường Tử Di chuyện anh mới mua nhà. Ngô Bình nghĩ mỗi lần Đường Tử Di đến tỉnh bàn dự án, ở khách sạn hoài cũng không thuận tiện, chẳng thà đến ở tạm nhà anh. Nửa tiếng sau, Đường Tử Di cùng thư ký và vài người nữa đến biệt thự. Cả thảy là 7 người và 3 chiếc xe. Đường Tử Di bước vào, ngắm nghía xung quanh rồi khen, chủ nhân căn nhà này bài trí không tệ, ở đây cũng hợp lý đấy. Sau này em đến tỉnh công tác thì không cần phải thuê khách sạn nữa rồi. Ngô Bình cười đáp, anh đã cho đánh thêm một bộ chìa khóa, đánh xong anh sẽ đưa cho em có thể đến bất cứ lúc nào. Đường Tử Di còn chưa ăn cơm tối nên Ngô Bình mời cô tới một nhà hàng trên phố Lệ Thủy dùng bữa. Món ăn ở đây khá ngon, đến người kén ăn như Đường Tử Di mà cũng phải khen. Vì có tận 8 người ăn cơm nên Ngô Bình thuê hẳn một phòng riêng, gọi một bàn đầy món ăn. Đường Tử Di chạy quanh công trường xây dựng cả ngày nên vừa đói vừa mệt, cho nên ăn được kha khá. Đang ăn thì ở ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông thô kệch, đầu to tai lớn đưa theo người xông vào bên trong. Mấy người ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi mau đi, ông chủ bọn tao cần mời một vị khách quý. Người đàn ông kia lớn tiếng đòi đuổi mấy người Ngô Bình ra khỏi đó. Ông chủ nhà hàng vội vã theo vào, tươi cười nói, ông Bằng, đây đều là khách của nhà hàng. Làm như vậy không hay cho lắm. Hay cái đầu ông, người được gọi là ông Bằng kia vừa quát lớn vừa giơ tay tát ông chủ nhà hàng cái bốp khiến miệng ông ấy chảy máu. Ông chủ nhà hàng bị đánh, ban đầu có vẻ rất tức giận nhưng sau đó vẫn phải nuốt cơn giận vào trong. Rõ ràng ông ấy rất tức giận nhưng không dám tỏ thái độ vì sợ ông Bằng này. Ngô Bình cũng vô cùng tức giận, mình đang ăn cơm ngon lành tự nhiên ở đâu nhảy ra tên thần kinh này. Thế giới đúng là loạn lạc thật. Anh đứng dậy đi ra cửa, hỏi ông chủ nhà hàng, ông chủ, chúng tôi là khách của nhà hàng, cũng là cư dân khu phố Lệ Thủy. Các ông tiếp đãi khách khứa như vậy sao? Ông chủ cửa hàng cười khổ đáp, xin lỗi cậu Ngô, bên ngoài chúng tôi đã hết phòng. Vị này là ông Bằng, khách quen của quán chúng tôi. Ngô Bình đánh giá ông Bằng này một lượt. Người này không có tu vi, thế nhưng trong đám người đi theo sau có 2 người từng luyện cung phu. Anh cười lạnh, nói, giờ kẻ nào cũng dám tùy tiện xưng ông, đúng là nực cười. Ông Bằng nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Ngô Bình mà chửi, thằng danh con, biết ông mày là ai không hả? Bốp! Ngô Bình giơ tay tát một phát khiến ông Bằng bay ra xa, sau đó anh lại bồi thêm một cú đá. Anh ra tay có chừng mực, không chết người nhưng đủ khiến đối phương đau điếng. Ông Bằng kêu la thảm thiết, mấy tay thuộc hạ của hắn thấy vậy thì vội vã lao tới ngăn Ngô Bình nhưng tên nào tên nấy bị anh tát cho ngã chỏng gọng ra đất. Một cảnh tượng khó tin xảy ra, Ngô Bình một mình đánh ngã đám người kia, sau đó đạp cho mỗi tên một cái. Mà sau mỗi cú đạp của anh là tiếng rắc rắc và tiếng kêu la thảm thiết. Ông chủ nhà hàng đứng nhìn chân chân, nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy khá đắc chí. Vốn ông ấy rất ghét đám người này,
chẳng qua vì bọn chúng có quyền có thế nên mới không dám phản kháng. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay ông bằng kia lại bị vị cao nhân này xử lý, thấy cảnh này ông ấy không khỏi âm thầm vui mừng. Vui thì vui thật nhưng ông ấy vẫn tốt bụng nhắc nhở Ngô Bình, cậu Ngô, sư phụ của ông bằng là cao thủ ở tỉnh này, Chu Phật Sinh. Chu Phật Sinh, Ngô Bình ngẩn người, người này anh đương nhiên có biết. Ông ta chính là cao thủ cảnh giới thần duy nhất ở tỉnh Ca, còn mạnh hơn cả Từ Quý Phi. Một núi không thể có hai hổ, Từ Quý Phi cũng gặp không ít khó khăn ở Vân Kinh vì sự tồn tại của Chu Phật Sinh này. Ở tỉnh Ca, Chu Phật Sinh có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu phải ví von thì ông ta là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Đệ tử của ông ta đương nhiên cũng ngang tàng hống hách, không coi ai ra gì. Nhưng Ngô Bình sau khi nghe xong thân phận của đám người này thì còn đá mạnh hơn. Ông bằng không chịu nổi nữa kêu oai oái, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, sai ở đâu vậy? Ông bằng, tôi không nên ngang ngược hống hách, làm phiền khi các vị đang dùng bữa. Tôi sai rồi. Ngô Bình, biết sai mà sửa là tốt, có điều anh làm tôi mất hứng ăn cơm rồi, anh định bồi thường thế nào đây? Ông bằng sững người hỏi lại, vậy tôi nên đền thế nào? Ngô Bình, thế này đi, đưa tôi 5 triệu tệ thì tôi sẽ cho qua chuyện này. Ngô Bình ra giá 5 triệu tệ nhưng ông bằng này cũng không cho là quá đáng. Hắn ta chỉ cảm thấy bất bình vì nếu Ngô Bình nói sớm là muốn tiền thì hắn đã sớm nôn tiền ra, không phải ăn một trận đòn đau như vậy. Được rồi, 5 triệu, hắn ta lập tức viết một tờ chi phiếu, đưa cho Ngô Bình bằng hai tay. Ngô Bình nhìn tờ chi phiếu, thấy bên trên viết 4 chữ tập đoàn Phật Quang. Nhìn thấy dòng chữ này, Ngô Bình hơi ngạc nhiên bởi đây là một tập đoàn rất lớn, có thể lọt vào top 3 của tỉnh này, sức ảnh hưởng của nó cũng vô cùng khủng khiếp. Nhận tờ chi phiếu xong anh hỏi, anh giữ chức vụ gì ở tập đoàn Phật Quang? Ông bằng vội vã đáp, tôi tên Triệu Cử Bằng, là tổng giám đốc phòng bất động sản của tập đoàn Phật Quang. Ngô Bình, ban nãy tôi nghe anh nói ông chủ của anh muốn mời khách dùng bữa ở đây. Ông chủ anh là ai vậy? Triệu Cử Bằng đáp, là đại sư huynh của tôi Vương Hành Thông. Anh ấy muốn mời một vị khách quan trọng đến từ Thiên Kinh, tên là Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương, Ngô Bình nheo mắt lại. Kể ra thì anh và Lâm Thiên Vương này có thù. Em trai anh ta là Lâm Thiên Hổ bị anh âm thầm xuống tay, có lẽ giờ vẫn đang nằm viện. Ngô Bình thấy việc này thật quá trùng hợp nên hỏi tiếp, Lâm Thiên Vương đến đây làm gì vậy? Triệu Cử Bằng đáp, Lâm Thiên Vương nói phải tới đây giải quyết chuyện gì đó. Sư huynh tôi nghe tin anh ta tới, muốn kết bạn nên mới mời ăn cơm. Ngô Bình cười lạnh, chỉ kết bạn thôi sao? Triệu Cử Bằng vội đáp, việc này tôi thực sự không rõ. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi nói, anh gọi điện cho sư huynh anh rồi nói mọi thứ bên này đã chuẩn bị xong xuôi, bảo anh ta mời Lâm Thiên Vương đến đây ăn cơm. Chương 254, Lâm Thiên Vương. Triệu Cử Bằng ngây người, vẫn chưa hiểu Ngô Bình định làm gì. Ngô Bình cười nói, tôi và Lâm Thiên Vương là người quen cũ. Nếu anh ấy đã đến đây thì tôi cũng muốn gặp. Triệu Cử Bằng đáp, hóa ra cậu cũng quen Lâm Thiên Vương. Vậy tốt quá rồi. Tôi lập tức gọi điện cho sư huynh tôi. Chưa cần Triệu Cử Bằng gọi thì Vương Hành Thông đã xuất hiện. Hắn ta đang dẫn Lâm Thiên Vương đi lên lầu. Nhà hàng này khá nổi tiếng trong tỉnh, đầu bếp tuyển vào đều là đầu bếp nổi danh toàn quốc nên Vương Hành Thông nhất quyết yêu cầu phải mở tiệc thiết đãi Lâm Thiên Vương ở đây. Trước đó, Ngô Bình đã kịp thông báo cho mấy người Đường Tử Di quay về biệt thự nghỉ ngơi trước còn anh một mình ở lại đó, muốn gặp người tên Lâm Thiên Vương này. Lâm Thiên Vương có thù với anh. Kẻ thù mà xuất hiện ở cùng một thành phố chỉ e không phải sự trùng hợp. Việc này Ngô Bình chắc chắn phải làm rõ. Hơn nữa, quyền ý sơ ngộ của anh vừa luyện thành, muốn đột phá lên quyền ý ngưng ý thì cần phải có một trận chiến kịch liệt. Lần trước, anh đấu một trận với cao thủ Tiên Thiên Đường Băng Vân, kết quả đột phá lên tới quyền ý sơ ngộ. Hôm nay, nếu anh đấu với Lâm Thiên Vương một trận thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả nào đó. Vương Hành Thông tươi cười dẫn một người thanh niên đi vào nhà hàng. Người thanh niên này ngoài 30 tuổi, là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên. Từ anh ta toát ra khí phách khiến người khác phải e sợ, đôi mắt sắc như dao. Người thanh niên đó chính là Lâm Thiên Vương, anh trai của Lâm Thiên Hổ. Lâm Thiên Vương vừa bước vào mắt đã nhìn Ngô Bình chằm chằm. Anh ta sớm đã xem ảnh Ngô Bình rồi nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Là cậu sao, đôi mắt Lâm Thiên Vương đầy vẻ lạnh lẽo chết chóc. Ngô Bình bình thản đáp, là tôi đã chờ anh lâu rồi. Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương cười lạnh, tôi đang định tìm cậu mà không ngờ cậu đã tự tìm chỗ chết.
Được, quá được. Ngô Bình nhướng mày, nói vậy thì anh đến đây chính là vì muốn tìm tôi đúng không? Lâm Thiên Vương, mặc dù tôi muốn giết cậu báo thù cho em trai, nhưng cũng chưa đến mức phải cất công tới đây chỉ vì mục đích đó. Ngô Bình nhìn anh ta, nói, mới hơn 30 tuổi mà đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên, quả thực là đáng khâm phục. Lâm Thiên Vương, khỏi phải nịnh bợ, giờ bất kể cậu có nói gì thì cũng sẽ phải chết. Ngô Bình, ồ, anh tự tin đến vậy sao? Cùng lắm cậu chỉ là cao thủ cảnh giới thần, đứng trước mặt tôi thì chịu được mấy chiêu cơ chứ? Nếu không phải do có sư huynh cậu bảo vệ thì tôi đã sớm giết cậu rồi. Ngô Bình nhìn anh ta đáp, anh quá đề cao bản thân rồi. Mặc dù tôi không phải cao thủ tiên thiên nhưng cũng đủ trình đánh bại anh. Lâm Thiên Vương cười lạnh, chỉ nói miệng thì không có ý nghĩa gì. Sớm muộn cậu cũng chết trong tay tôi thôi. Vương Hành Thông cau mày nhìn Triệu Cử Bằng, sau đó vội vã nói, anh Lâm, việc này tạm bỏ qua đã, hôm nay chúng ta còn việc chính cần bàn. Lâm Thiên Vương im lặng một lát, sau đó nói với Ngô Bình, cái đầu của cậu tạm thời vẫn để trên cổ, nhưng hôm sau tôi sẽ đến lấy. Ngô Bình, không nên nói trước như vậy, nhỡ đầu bị tôi đánh bại thì anh không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống đâu. Hai bên anh một câu tôi một câu, không ai chịu ai một lúc rồi cũng dừng lại, sau đó Ngô Bình đi ra khỏi nhà hàng. Vương Hành Thông cũng không nói với anh câu nào, chắc là do sợ lại phải đôi co rồi lỡ việc. Ngô Bình thực ra chỉ giả vờ ra khỏi nhà hàng rồi lại quay lại, ngồi ở căn phòng sát vách. Sau đó anh dùng đôi mắt thấu thị quan sát. Anh muốn biết Lâm Thiên Vương này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Vương Hành Thông bảo thuộc hạ lui hết xuống, trong căn phòng chỉ còn lại ba người là Vương Hành Thông, Triệu Cử Bằng và Lâm Thiên Vương. Bọn họ uống vài chén, sau đó nói vào việc chính. Vương Hành Thông nói, anh Lâm, từ lâu đã nghe danh anh là cao thủ tiên thiên, khí chất hơn người, trong lòng bội phục đã lâu. Lâm Thiên Vương đáp, có việc gì xin anh Vương cứ nói thẳng. Vương Hành Thông mỉm cười đáp, là thế này. Tôi muốn nhờ anh giúp xử lý một người. Ồ, là ai vậy? Lâm Thiên Vương hỏi. Hai người họ nói chuyện, Ngô Bình không thể nghe thấy. Thế nhưng thông qua việc đọc khẩu hình, anh cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện. Vương Hành Thông nói nhỏ, anh Lâm, tôi muốn tiêu diệt Từ Quý Phi. Lâm Thiên Vương nhướng mày, mỗi tỉnh đều chỉ có vài tông sư cảnh giới thần, vài vị cao thủ cảnh giới tiên thiên nên vừa nghe cái tên Từ Quý Phi là anh ta biết ngay. Từ Quý Phi khá mạnh. Cũng là tông sư cảnh giới thần như sư phụ anh. Tại sao anh lại muốn tiêu diệt ông ta? Vương Hành Thông thở dài, đáp chỉ e là không lâu nữa, Từ Quý Phi sẽ tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Anh nghĩ xem, đến lúc đó làm gì còn trốn dung thân cho sư phụ tôi nữa chứ? Lâm Thiên Vương vô cùng ngạc nhiên, đáp không phải chứ? Theo tôi được biết thì Từ Quý Phi không phải đệ tử chân truyền của môn phái chính tông nào cả, chỉ tự luyện những loại cung phu rời rạc. Tu luyện như ông ta thì không thể nào trở thành cao thủ tiên thiên được. Cảnh giới tiên thiên không phải cứ dựa vào vài ba quyển cung phu mà luyện thành được mà cần có tiền bối chỉ dạy. Nếu không có kinh nghiệm của người đi trước truyền lại thì đừng nói là cảnh giới tiên thiên, mà bậc sau của cảnh giới thần cũng khó mà tu luyện được, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vương Hành Thông, nhưng theo tin tình báo mà tôi nhận được, Từ Quý Phi đã học được một phương pháp hít thở cực kỳ lợi hại. Nhờ có nó mà không những ông ta có khả năng đột phá cảnh giới tiên thiên mà thậm chí còn có thể đi xa hơn nữa. Phương pháp hít thở lợi hai sao, Lâm Thiên Vương nheo mắt lại, hỏi anh chắc chắn chứ? Vương Hành Thông gật đầu, tôi chắc chắn, là do chính đồ đệ của ông ta nói nên sẽ không sai được. Phương pháp hít thở của Từ Quý Phi thậm chí còn cao minh hơn cả cửu tiết Phật phong của sư phụ tôi. Còn lợi hại hơn cả cửu tiết Phật phong sao? Trong mắt Lâm Thiên Vương lóe lên một tia sáng kỳ dị. Phương pháp hít thở của anh ta thực ra còn không lợi hại bằng cửu tiết Phật phong, điều đó gây cản trở rất lớn trong quá trình tu luyện. Hiện giờ lại có một phương pháp hít thở còn lợi hại hơn cả cửu tiết Phật phong ở ngay trước mắt, anh ta không thể không động lòng thèm muốn. Khi nào Từ Quý Phi sẽ đột phá cảnh giới tiên thiên, Lâm Thiên Vương hỏi. Vương Hành Thông, có lẽ sẽ không lâu nữa, cho nên chúng ta phải ra tay thật sớm. Nhỡ đâu ông ta đột phá lên cảnh giới tiên thiên rồi thì sẽ rất khó xử lý. Lâm Thiên Vương trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hỏi, Từ Quý Phi này không có kẻ nào lợi hại chống lưng nên giết ông ta không khó. Có điều, nếu lấy được phương pháp hít thở đó thì chúng ta nên chia thế nào? Vương Hành Thông cười đáp, anh Lâm là người mất nhiều công sức nhất nên phương pháp hít thở đó đương nhiên phải thuộc về anh. Lâm Thiên Vương hài lòng đáp, rất tốt, tôi đồng ý làm việc này. Vương Hành Thông mừng rỡ, được, anh Lâm, tôi kính anh một ly.
Sau đó, hai người họ tiếp tục bàn bạc chi tiết kế hoạch. Ngô Bình ngồi nghe tới đây thì mặt đã đằng đằng sát khí. Tên Vương Hành Thông đáng chết này lại dám nảy sinh ý đồ giết anh ba của anh. Anh đương nhiên biết mục đích của Vương Hành Thông. Hiện giờ Chu Phật Sinh còn đang hô mưa gọi gió ở tỉnh Ca, nhưng chỉ cần Từ Quý Phi đột phá cảnh giới tiên thiên thì địa vị của Chu Phật Sinh sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí Từ Quý Phi có thể hất cẳng ông ta ra khỏi tỉnh Ca bất cứ lúc nào. Chỉ cần Từ Quý Phi bị tiêu diệt thì sẽ tiêu trừ được mầm họa lớn cho Chu Phật Sinh. Còn tên đồ đệ tiết lộ thông tin về Từ Quý Phi là kẻ nào? Ngồi lại thêm một lúc, Ngô Bình đã nắm rõ kế hoạch của bọn họ nên anh lặng lẽ rút. Khi về tới biệt thự, anh lập tức gọi cho Từ Quý Phi để hỏi chuyện cho rõ ràng. Trong điện thoại vọng ra tiếng cười sảng khoái của Từ Quý Phi, em trai, lâu lắm chú không gọi cho anh rồi đấy. Ngô Bình hỏi ngay vào việc chính, anh ba, anh có mấy đệ tử? Từ Quý Phi ngẩn người, nhưng vẫn trả lời, tính cả Trác Khang thì tổng là ba. Sao vậy, có đệ tử nào của anh gây họa sao? Chương 255, Từ Quý Phi thăng cấp tiên thiên. Ngô Bình dừng lại một lát rồi hỏi tiếp, anh ba, vậy phương pháp hít thở mà anh đang luyện, anh có từng nói với ai không? Từ Quý Phi suy nghĩ vài giây, sau đó đáp, em trai, người biết phương pháp hít thở của anh chỉ có đệ tử nhỏ nhất là Mạnh Hãn. Ngô Bình, anh ba, đệ tử của Chu Phật Sinh là Vương Hành Thông đang cấu kết với Lâm Thiên Vương, bọn chúng đang định hại anh để cướp lấy phương pháp hít thở kia. Vương Hành Thông nói thông tin về phương pháp hít thở của anh, hắn nghe được từ chỗ đệ tử của anh. Câu nói của Ngô Bình khiến Từ Quý Phi chết đứng, ông ấy chắc hẳn phải cảm thấy rất đau lòng. Từ Quý Phi trầm giọng nói, em trai, chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại. Anh đang ở tỉnh, chú đang ở đâu, anh đến tìm chú. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, anh đang ở tỉnh sao? Vậy thì quá tốt rồi, em đang ở phố Lệ Thủy. Lúc đó đã là 9 giờ tối, Từ Quý Phi thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện ở trong vườn nhà Ngô Bình như một bóng ma. Từ Quý Phi vừa đến, Ngô Bình lập tức biết ngay. Anh vội vã mời Từ Quý Phi vào phòng đọc sách. Đoàn công tác của Đường Tử Di ai nấy đều mệt rã rời nên đã đi ngủ từ lâu. Từ Quý Phi và Ngô Bình nói chuyện nhỏ tiếng để không làm phiền những người khác. Từ Quý Phi vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói, em trai, việc này anh phải xin lỗi chú, vốn anh không nên tiết lộ với người khác về phương pháp hít thở này. Nhưng có một hôm anh uống say, đã tiết lộ với đệ tử Mạnh Hãn một số chuyện. Ngoài cậu ấy ra thì không ai biết anh đang luyện một phương pháp hít thở lợi hại cả. Ngô Bình lắc đầu đáp, anh ba, giờ không phải lúc tự trách mình. Anh nghĩ có phải do Mạnh Hãn tiết lộ thông tin này cho đối phương không? Từ Quý Phi thở dài đáp, nhưng ngoại trừ hai chúng ta, chỉ có cậu ấy biết được chuyện đó, thậm chí đến Trác Khang còn không biết. Nếu không phải do cậu ấy tiết lộ thì còn có thể là ai được kia chứ? Ngô Bình, anh ba, vậy em hỏi anh một câu. Anh cho rằng cậu ấy tiết lộ có chủ ý hay chỉ vô tình? Từ Quý Phi thoáng chút do dự, đáp, Mạnh Hãn là đứa trẻ đến từ nông thôn, tâm địa lương thiện, lại vô cùng thật thà. Anh thực sự không tin cậu ấy sẽ bán đứng anh. Ngô Bình, bất luận là tin hay không tin, cố tình hay vô ý thì chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng. Anh ba, anh bảo Mạnh Hãn đến đây một chuyến được không? Từ Quý Phi gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hãn. Thế nhưng, đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Điều đó khiến tâm trạng ông ấy càng trùng xuống. Ngô Bình an ủi, anh ba, Mạnh Hãn không nghe điện thoại không có nghĩa là cậu ấy đã phản bội anh. Từ Quý Phi mặt sầm lại, nói, em trai, hôm nay anh ở lại nhà chú đột phá cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình không hề ngạc nhiên, ngay khi Từ Quý Phi vừa tới, anh đã biết ông ấy có thể đột phá cảnh giới rồi. Từ Quý Phi khổ luyện cảnh giới thần nhiều năm, cái gốc đã vững. Sau đó lại được Ngô Bình truyền cho phương pháp hít thở lợi hại nên tu vi tăng lên nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã luyện được thần ý, thần thức. Mặc dù hiện giờ chưa luyện được quyền ý nhưng trình độ của ông ấy đã hơn xa một cao thủ cảnh giới thần thông thường. Vậy cũng tốt, em sẽ bảo vệ anh, Ngô Bình đáp. Cảnh giới tiên thiên hay còn gọi là cảnh giới trúc cơ. Để lên tới cảnh giới tiên thiên thì cần phải chú ý đến rất nhiều tiểu tiết, nếu không có sư phụ truyền dạy thì rất khó tự ngộ ra. Ngô Bình từng đọc rất nhiều sách về cảnh giới tiên thiên, có anh ở bên cạnh chỉ điểm thì Từ Quý Phi có thể đột phá cảnh giới một cách thuận lợi hơn. Một nén hương được đốt lên, hai người họ tắm rửa thay quần áo, thả lỏng tinh thần rồi ngồi xuống thiền, chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên. Có nhiều người trong thiên hạ phải thử đến 7-8 lần mới đột phá cảnh giới này thành công. Một số người có tố chất tốt hơn thì 2-3 lần, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm thì mới đột phá thành công. Nhưng Từ Quý Phi thì không cần.
bởi Ngô Bình nắm rõ mọi thứ liên quan đến cảnh giới tiên thiên. Cho nên mỗi khi Từ Quý Phi làm sai gì là anh lập tức nhắc nhở. Cứ như vậy, việc đột phá cảnh giới của Từ Quý Phi thuận lợi một cách khác thường, chẳng khác nào tuần tự đi hết một quy trình. Chỉ trong vòng 3 tiếng, Từ Quý Phi đã thành công bước vào bậc đầu tiên của cảnh giới tiên thiên là Bão Đan. Sau khi Từ Quý Phi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, trên người có sự thay đổi lớn, khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Ngô Bình, Bão Đan mới là bậc đầu của tiên thiên. Tiên thiên có tổng cộng 5 bậc. Đầu tiên là Bão Đan, khi thích đủ thần khí có thể thăng cấp lên bậc thứ 2 là luyện hình. Khi khí lực đủ mạnh sẽ lên tiếp bậc 3 là sinh niệm, ở bậc này sẽ sinh ra thần niệm. Bậc thứ 4 là Đan Thành, cũng có thể gọi là nhân tiên. Bậc cuối cùng cực kỳ quan trọng, gọi là linh cảm. Nếu không tu luyện được đến bậc này thì đừng trông mong tới được cảnh giới địa tiên. Tiếp đó, anh tiếp tục giải thích tường tận về 5 cảnh giới của địa tiên. Những điều anh nói, thậm chí đến Đông Phật tiên sinh còn chưa chắc đã biết, đều là những tri thức hiếm có khó tìm. Từ Quý Phi nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ấy không khỏi ngạc nhiên bởi sự uyên thâm của Ngô Bình. Trong khi Ngô Bình nói, Từ Quý Phi không dám ngắt lời vì sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Ngô Bình giảng giải xong một lần liền nói với Từ Quý Phi, anh cứ nghe hiểu đại khái như vậy đã, sau này mỗi khi vượt qua một cảnh giới, em sẽ giải thích chi tiết hơn cho anh nghe. Từ Quý Phi đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói với Ngô Bình, em trai, ơn em không thể cảm tạ bằng lời, anh sẽ khắc ghi trong lòng. Ngô Bình cười ha ha, dìu Từ Quý Phi đứng dậy, nói, anh nói như vậy thì khác gì xem em là người ngoài. Anh em như thể tay chân, em đương nhiên phải dốc sức giúp đỡ anh. Từ Quý Phi gật đầu đáp, em trai, anh nghi ngờ Mạnh Hãn bị kẻ khác bắt rồi uy hiếp, anh phải đi cứu cậu ấy. Ngô Bình, hôm qua em nghe được kế hoạch của bọn chúng, đầu tiên là dụ anh ra rồi để Lâm Thiên Vương tiêu diệt anh. Trong đó không hề thấy nhắc tới đệ tử Mạnh Hãn của anh. Từ Quý Phi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, anh phải tìm được cậu ấy. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, để em nhờ bạn điều tra giúp. Anh gọi điện cho Hàn Bạch. Cung cấp thông tin của Mạnh Hãn để nhờ điều tra. Khoảng nửa tiếng sau thì Hàn Bạch đã liên lạc lại. Qua camera giám sát có thể thấy 3 giờ chiều hôm qua, Mạnh Hãn vào một quán karaoke rồi không thấy ra nữa. Mà ông chủ quán karaoke đó không ai khác ngoài Vương Hành Thông. Đôi mắt Từ Quý Phi trở nên lạnh lẽo, ông ấy nói, em trai, anh phải đi một chuyến tra cho rõ chuyện này. Ngô Bình, em đi cùng anh. Từ Quý Phi xua tay đáp, không cần đâu. Phía sau còn có một trận chiến ác liệt, lúc đó anh mới cần chú giúp. Ngô Bình cũng không chèo kéo thêm. Đây là việc của đồ đệ Từ Quý Phi thì ông ấy tự ra mặt cũng là lẽ thường. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Từ Quý Phi lặng lẽ rời khỏi nhà Ngô Bình, đi tới quán karaoke kia. Ngô Bình vất vả cả đêm qua nên vô cùng mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ ngay, khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Đường Tử Di phải gặp đối tác bàn chuyện làm ăn nên đã rời khỏi nhà anh. Cô để lại một mảnh giấy nhắn Ngô Bình khi nào ngủ dậy thì gọi cho cô. Ngô Bình đọc xong mảnh giấy thì vội vã vơ lấy điện thoại gọi cho Đường Tử Di. Trong điện thoại vọng ra giọng Đường Tử Di, con sâu lười đã tỉnh ngủ chưa? Ngô Bình, Tử Di, có chuyện gì vậy? Đường Tử Di, buổi chiều em muốn mời Phó Chủ tịch tỉnh Từ đi ăn cơm. Em biết hai người có quan hệ rất tốt nên muốn nhờ anh đi cùng. Ngô Bình tò mò hỏi, nhà họ Đường làm dự án ở tỉnh Ca sao? Đường Tử Di, anh từng nghe nói đến dự án treo lớn nhất của tỉnh Ca chưa? Ngô Bình ngạc nhiên, dự án treo lớn nhất tỉnh Ca này 10 năm trước anh đã biết đến rồi. Đó là một dự án siêu khủng, 10 năm trước đã có mức đầu tư dự kiến là 300 tỷ tệ. Dự án đó là dự án xây dựng một khu đô thị mới, gọi là Giang Nam Thành. Giang Nam Thành với tổng diện tích là 12 triệu mét vuông. Có thể trở thành nơi sinh sống và làm việc cho nửa triệu người. Theo kế hoạch, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim tốt nhất tỉnh Ca sẽ được đặt ở trong đó. Tư duy thiết kế của khu đô thị đó vô cùng đi trước thời đại, cho dù đặt trong bối cảnh hiện tại cũng không bị lạc hậu. Khi đó, tập đoàn lớn nhất tỉnh Ca là tập đoàn Vạn Thắng đã nhận thầu công trình này. Trong giai đoạn đầu họ đã đổ vào đó 50 tỷ tệ. Còn lại là những tập đoàn tài chính khác cũng đổ hơn 30 tỷ tệ vào đó. Chương 256, trận quyết chiến. Sau khi số vốn 80 tỷ được đổ vào đó, công trình được khởi công. Nhưng nửa năm sau số vốn đầu tư đã hết, tập đoàn Vạn Thắng bị đứt gãy nguồn vốn, dự án khu đô thị Giang Nam Thành bị tạm dừng. Mà tạm dừng đến nay đã được 8 năm. Quy mô của dự án này quá lớn,
hơn nữa hiện không thể nào tìm được đối tác để phân thầu xây dựng. Ngân hàng nhiều lần cho đấu thầu dự án khu đô thị Giang Nam Thành nhưng không có công ty nào dám nhận thầu. Bởi vậy công trình này mới đình công tới hiện tại, cũng chính vì nó mà các ngân hàng tỉnh ca phải chịu áp lực vô cùng lớn. Mặc dù Ngô Bình không biết tường tận về tình hình của dự án khu đô thị Giang Nam Thành hồi trước nhưng anh cảm thấy bên trong chắc chắn có nội tình gì đó. Dự án này giống như hạt rẻ dại bên đường, không ai dám ăn vì sợ nó đắng. Tử Di, em phải nghĩ cho kỹ. Những dự án treo như vậy đều rất rắc rối, anh nghĩ em không nên dấn thân vào, anh nói. Đường Tử Di, cho nên em mới muốn mời Phó Chủ tịch Từ ăn cơm để thăm dò nội tình. Nếu có thể, em định sẽ nuốt trọn miếng thịt mỡ này. Em đã điều tra qua, nếu thầu dự án này thì tổng giá trị đầu tư không quá 100 tỷ tệ. Còn giai đoạn sau, chúng ta có thể chia nhỏ thành từng đợt để xây dựng, sẽ không tốn quá nhiều vốn trong một lần. Ngô Bình vẫn cảm thấy kèo này không chắc, anh suy nghĩ một lát rồi đáp, chúng ta gặp nhau bàn bạc đi, việc này phải suy xét cẩn trọng, không được hành động hấp tấp. Được, chiều nay gặp nhau nhé. Anh vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi tới, là thành viên của đội sấm sét Chu Vũ. Đội trưởng, bạn tôi đã liên lạc với đội trưởng đội Thiên Thần. Đội trưởng đội đó muốn gặp mặt anh. Lần trước, Ngô Bình nghe tin toàn bộ đội Thiên Thần đã thiệt mạng, đội trưởng đội Thiên Thần cũng trúng kịch độc nên anh chỉ thuận miệng nói rằng mình chữa được độc. Thật không ngờ Chu Vũ lại để tâm đến lời anh nói rồi liên lạc với đối phương. Ngô Bình, hiện giờ tôi đang có việc bận, bảo anh ta đến tìm tôi đi. Chu Vũ xứng lại, đáp đội trưởng, anh ấy là đội trưởng đội Thiên Thần, là người của Thiên Long. Vậy thì đã sao, không phải anh ta vẫn cần tôi chữa trị cho hay sao, Ngô Bình nói tiếp, nếu anh ta tới thì tôi sẽ bỏ thời gian trị độc giúp, còn nếu không tự tới được thì bỏ đi. Chu Vũ cười khổ, được rồi đội trưởng, tôi sẽ chuyển lời cho bạn tôi. Thiên Kinh, trụ sở Thiên Long. Một người thanh niên một nửa mặt thối giữa đang ngâm mình trong bồn nước thuốc. Trên lưng anh ta đầy bọc mủ gây ra những cơn đau điếng người. Cảm giác đau đớn đó vượt quá khả năng chịu đựng của người thường. Nhưng người thanh niên này lại không kêu than dù chỉ một tiếng, ngược lại còn vô cùng bình thản. Lúc này, một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất, thân hình bốc lửa, tóc dài thở hổn hển chạy tới, nói anh Long, tên khốn đó bảo anh phải tự đến chỗ hắn ta. Đúng là quá ngông cuồng. Người thanh niên kia chính là đội trưởng đội Thiên Thần, họ Đoàn tên Long, là một trong những cao thủ giỏi nhất của Thiên Long. Đoàn Long vẻ mặt khá hứng thú, hỏi, ồ. Biết thân phận của tôi rồi mà vẫn bảo tôi phải tự đến đó sao? Cô gái tóc dài, đúng vậy, để em gọi điện cho người bạn kia, mắng cho hắn ta một trận. Đoàn Long xua tay nói, chuẩn bị đi, tới tỉnh ca. Cô gái kia kinh ngạc, anh Long, anh. Đoàn Long đáp, khẩu khí của cậu ta lớn như vậy ngược lại khiến tôi có thêm hy vọng. Tôi không mong cậu ta có thể giải được hoàn toàn độc trên người, chỉ cần có thể giúp tôi kiềm chế được nó thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Cô gái kia mắt đỏ hoe, đáp anh Long, anh không được xảy ra chuyện gì đâu nhé. Đoàn Long bình thản đáp, là người ai cũng sẽ phải chết, không cần quá đau lòng. Hơn nữa, muốn lấy mạng tôi không dễ vậy đâu. Cô gái kia gật đầu, anh Long, em lập tức đi chuẩn bị. Một lát nữa chúng ta xuất phát. 10 giờ sáng, Từ Quý Phi quay lại, gương mặt ông ấy đầy sát khí, quần áo dính máu. Rõ ràng là ông ấy vừa trở về từ một cuộc chiến đẫm máu. Ngô Bình vội vã hỏi, anh ba, đã điều tra ra chưa? Từ Quý Phi ngồi xuống, nói, Mạnh Hãn bị Vương Hành Thông tra tấn đến chết. Trong lúc sắp chết, ý thức mơ hồ mới nói ra chuyện về phương pháp hít thở của anh. Nghe xong, vẻ mặt Ngô Bình cũng đằng đằng sát khí, lũ đáng chết này. Từ Quý Phi, đám thuộc hạ của Vương Hành Thông đều bị anh đánh chết rồi. Anh còn đến gặp Chu Phật Sinh, lão ta quả thực có chút bản lĩnh, chạy thoát được khỏi tay anh. Ngô Bình không khỏi bất ngờ, anh ba, anh đánh bị thương Chu Phật Sinh sao? Từ Quý Phi, anh đã đánh gãy tay Chu Phật Sinh, đáng tiếc là chưa giết được lão ta. Vương Hành Thông đã khai nhận hết rồi, tất cả đều do Chu Phật Sinh đứng sau giật dây, sao anh có thể tha cho lão chứ? Ngô Bình gật đầu, chết là đáng. Từ Quý Phi, Ngô Bình, anh tới là có việc muốn bàn với chú. Ngô Bình, anh ba cứ nói. Từ Quý Phi, Chu Phật Sinh thua trận đã cút khỏi đây. Giới giang hồ của tỉnh ca sẽ đảo lộn trật tự. Hiện giờ rất cần một vị cao thủ trấn áp thế cục ở đây. Mà vị cao thủ đó phải có thực lực thật mạnh. Ngô Bình kinh ngạc, anh ba đang bảo em thay thế Chu Phật Sinh sao? Từ Quý Phi gật đầu, thực ra chú không cần làm gì cả,
đám người đó sẽ tự kéo tới nịnh nọt xin kết giao với chú. Bởi vì sau này chú sẽ trở thành ông vua của thế giới ngầm ở đây. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, sao anh ba không về tỉnh ca? Từ Quý Phi lắc đầu đáp, không được, anh cả của anh đang ở tỉnh ca, nếu anh đến thì sẽ bất lợi cho anh ấy. Anh vẫn nên ở Vân Kinh thì tự do tự tại hơn. Ngô Bình, nhưng em chưa từng có kinh nghiệm làm việc này. Từ Quý Phi cười đáp, không cần phải có kinh nghiệm, chú là tông sư cảnh giới thần, là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, lại còn tinh thông y thuật. Như vậy thì làm gì còn ai dám động tới chú, bọn chúng sẽ đều phải tôn trọng chú, thậm chí là sợ chú nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, anh ba, đây là việc trọng đại, cho em thời gian suy nghĩ nhé. Từ Quý Phi gật đầu, nói, có điều anh tiết lộ cho chú một bí mật. Thời của Chu Phật Sinh, mỗi năm ở vị trí đó lão kiếm được vài tỷ tệ lợi nhuận, đó là còn chưa tính các tài sản như bất động sản, vàng bạc đá quý. Hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn ra cửa. Cửa lớn bị ai đó đẩy mở, sau đó Lâm Thiên Vương bước vào trong nhà. Hóa ra là lũ chuột trốn ở đây, Lâm Thiên Vương cười lạnh, mắt quét qua Từ Quý Phi và Ngô Bình rồi hỏi, tên nào muốn đầu thai trước? Từ Quý Phi bước lên phía trước, bình thản nói, Lâm Thiên Vương, cậu định giết tôi để cướp lấy phương pháp hít thở nhưng lại không ngờ tôi đã ra tay giết Phương Hành Thông trước phải không? Lâm Thiên Vương nhếch miệng cười đáp, thế thì đã sao? Giờ tôi giết ông, chẳng phải vẫn lấy được phương pháp hít thở đó sao? Từ Quý Phi cười lớn đáp, Lâm Thiên Vương, lẽ nào cậu không nhận ra giờ tôi cũng là cao thủ tiên thiên rồi sao? Lâm Thiên Vương cười lạnh, đương nhiên là biết, thế thì đã sao? Tôi đã lên tới cảnh giới thứ hai của tiên thiên rồi. Cơ thể tôi rắn chắc như kim cương, cho dù cả hai người liên thủ thì cũng không phải đối thủ của tôi. Nói rồi, Lâm Thiên Vương đột nhiên di chuyển, anh ta trườn trên mặt đất một cách kỳ dị, sau đó phóng một chưởng về phía Ngô Bình. Từ Quý Phi gầm lên, mày dám, sau đó ông ấy lao tới tấn công Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương giơ một tay lên là đủ đánh lại Từ Quý Phi. Cơ thể anh ta còn chẳng nhúc nhích mà Từ Quý Phi đã bị đánh bay ra xa mấy mét. Mặt ông ấy hơi nhợt đi, cú đánh vừa rồi đủ để thăm dò thực lực. Lâm Thiên Vương vẫn mạnh hơn ông ấy một chút. Cũng là do Từ Quý Phi chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Nếu ông ấy đã tu luyện tiên thiên ổn định chừng nửa năm, một năm rồi thì dù Lâm Thiên Vương có ở bậc cao hơn cũng không phải đối thủ của ông ấy. Lúc đối phương tấn công, Ngô Bình nhanh chóng né sang một bên, cười lạnh nói, Lâm Thiên Vương, hóa ra anh cũng chỉ được đến vậy. Chương 257, nhát chém giận dữ. Dứt lời, Ngô Bình chủ động tấn công Lâm Thiên Vương, quyền pháp như điện, cước pháp như rồng, anh đã phát huy uy lực của Ngũ Long Thánh Quyền đến cực điểm. Các cú đấm của Ngô Bình vừa nhanh vừa mạnh như đạn pháo, Lâm Thiên Vương cật lực chống trả, lơ là một chút đã bị trúng một cú đá vào mặt rồi bay cả mấy mét. Anh ta vừa tức vừa ngạc nhiên, không ngờ mình ở cảnh giới tiên thiên rồi mà không đánh lại được Ngô Bình, đúng là mất mặt. Ngô Bình, chết đi, anh ta gào lên điên cuồng như hổ, sau đó bổ nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình quan sát động tác của anh ta thì phát hiện ông ta định áp sát rồi ôm mình. Anh nhanh chóng tránh sang một bên, lúc này Từ Quý Phi cũng đã lao tới, hai người cùng nhau chống lại Lâm Thiên Vương. Gió lớn nổi lên, kinh khí sao động, đồ đạc trong nhà đều vỡ nát, mặt sàn cũng nứt ra, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Ngô Bình nổi giận, khốn kiếp, nhà mới của tôi. Anh chạy vào phòng sách, sau đó rút thanh trường kiếm lấy ở sát địa ra rồi vung lên, kiếm quang bắn xa cả cây số. Trông thấy tia sát sắc lạnh đó, Lâm Thiên Vương kinh hãi rồi vội vàng lách người né đi nhưng đã muộn. Quyền ý của Ngô Bình rất khó lường, anh ta vừa tránh đi thì Ngô Bình đã mai phục sẵn, thanh kiếm lóe sáng rồi chém vào vai anh ta. Da thịt Lâm Thiên Vương rách ra, máu chảy ròng ròng, Lâm Thiên Vương hét lên thảm thiết, mặt trắng như tờ giấy. Ngô Bình lại tức giận gào lên, chết đi, anh vung kiếm lên rồi chém về phía Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết giơ một tay lên đỡ. Phập, máu tươi bắn lên, một cánh tay và một cái đầu cũng bay lên theo, Lâm Thiên Vương đã chết. Ngô Bình nhìn máu tươi dưới đất mà vẫn tức đến tái mặt, đây là nhà anh mới mua, mà giờ đã lanh tanh bành thế này, rồi biết ở kiểu gì đây? Từ Quý Phi ngạc nhiên nhìn thanh trường kiếm trong tay anh rồi hỏi, đây là kiếm gì thế? Ngô Bình ném thanh kiếm sang một bên rồi nói, kiếm sát, uy lực đủ để giết tu sĩ cảnh giới địa tiên, Lâm Thiên Vương là cái thá gì chứ? Từ Quý Phi dựng ngón tay cái, quá đỉnh, hôm nay mà không có chú thì chắc anh nguy mất. Sau đó,
Ông ấy cười nói, anh sẽ gọi người đến dọn nhà cho chú, đảm bảo sẽ trở lại nguyên dạng. Ngô Bình, vậy phiền anh rồi, à chiều nay em với Đường Tử Di mời anh cả anh đi ăn, anh đi cùng luôn nhé. Từ Quý Phi xua tay, thôi, mọi người đi ăn để bàn chuyện riêng thì anh đi làm gì. Này, chú suy nghĩ về chuyện trấn thủ ở tỉnh Ca đi nhé, anh chờ đấy. Không còn sớm nữa nên Từ Quý Phi ở lại xử lý hiện trường, còn Ngô Bình lái xe đến tìm Đường Tử Di, hai người đã hẹn chiều nay đi ăn với Từ Bá Nhân để bàn chuyện thành phố Giang Nam. 4 rưỡi chiều, Ngô Bình đã đến một khách sạn khá bình dân ở tỉnh, chi phí ăn uống ở đây không cao, nhưng đồ ăn cũng tạm được. Đường Tử Di đã tới, cô ấy đang dặn dò chủ khách sạn gì đó. Tử Di, mình ăn ở đây à, anh hỏi. Đường Tử Di gật đầu, ông Từ là người khiêm tốn. Không thích phô trương, nên em mới chọn chỗ này. Đồ ở đây khá rẻ, nhưng ăn cũng ngon lắm. Ngô Bình, cùng được, thật ra đi uống trà thôi cũng được rồi, vì ông cả nhà họ Từ không biết uống rượu. Đường Tử Di, thế hay mình đổi chỗ khác. Ngô Bình xua tay, thôi, ông Từ cũng không phải người ngoài, ở đây luôn đi. 10 phút sau, một chiếc xe bình thường đã đỗ dưới khách sạn, Từ Bá Nhân dẫn theo hai người nữa bước xuống xe. Ngô Bình chờ sẵn ở cửa rồi cười nói, anh Từ đến rồi ạ. Từ Bá Nhân vui vẻ đáp, tôi vốn không định đến đâu, nhưng nể mặt cậu đấy nhé. Ngô Bình cười nói, em biết mà, mời anh lên tầng. Từ Bá Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa trong một căn phòng trang nhã ở tầng trên, Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi hai bên, trông như cấp dưới của ông ấy, có tất cả 7 người đang ngồi ở đây. Từ Bá Nhân lên tiếng trước, cô Đường, nghe nói cô có hứng thú với Giang Nam Thành hả? Đường Tử Di cười đáp, vâng, không biết tập đoàn Đường thị chúng tôi có tham gia được không? Từ Bá Nhân nâng tách trà lên rồi nói, thật ra tỉnh Ca chúng ta rất cầu những tập đoàn lớn như Đường thị tham gia cùng, nhưng vì cô thân với Ngô Bình thì tôi khuyên không nên thì hơn. Đường Tử Di ngạc nhiên hỏi, ông Từ, tại sao vậy? Từ Bá Nhân lập tức kể vắn tắt lại mọi chuyện, Đường Tử Di nghe xong thì thấy da đầu mình tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Ngô Bình cũng nhíu chặt hàng lông mày. Cảm thấy chuyện này quá rắc rối, nó đúng là một tổ ong, ai bén bảng đến sẽ bị chích cho sưng đầu. Thì ra cổ đông chính của Giang Nam Thành là chủ của tập đoàn Vạn Thắng, tên là Vạn Trung Lương. Nhờ nguồn vốn dồi dào mà ông ta đã xây dựng nên tập đoàn Vạn Thắng chỉ trong 10 năm. Trước kia, tổng giá trị của tập đoàn này là hơn 3.000 tỷ, hàng năm thu về cả 100 tỷ, lãi trên 100 tỷ, họ chuyên về mảng luyện kim, than đá, hóa thạch, bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Nói chung là đủ mọi lĩnh vực, bất cứ việc gì hay nơi nào có thể kiếm được tiền thì đều có bóng dáng của tập đoàn này. Vào năm mà tập đoàn này đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, tổng giá trị của 59 công ty là một con số trên trời. Vạn Trung Lương trở thành người đứng đầu của tỉnh Ca, đại gia thứ 5 cả nước, danh tiếng vang xa. Cũng chính trong năm đó, dự án Giang Nam Thành ra mắt, Vạn Trung Lương chỉ hô một tiếng là các ông lớn khác đều đổ vốn vào, người thì 300 triệu, người thì 500 triệu. Sang đến năm thứ 2, Vạn Trung Lương chợt chết đột tử, tòa nhà lớn của tập đoàn Vạn Thắng sụp đổ, sau đó vợ ông ta di cư sang nước ngoài, con trai thì chết ở ngoài đường, tập đoàn Vạn Thắng mất đi người chèo chống nên loạn cao cao. Kể đến đây, Từ Bá Nhân nói, trước khi Vạn Trung Lương chết, cổ phiếu của ông ta đã chuyển hết cho tập đoàn Vạn Hướng, tổng cộng là 1.000 tỷ. Sau đó, họ bán số cổ phiếu này ra thị trường, đổi về được hơn 900 tỷ. Tiếp đó thì Vạn Trung Lương chết. Giá cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Hướng cũng sụt giảm, đang từ công ty có giá trị hàng nghìn tỷ thì chỉ còn chưa nổi chục tỷ. Cuối cùng, những người khác chỉ mất hơn 30 tỷ để mua lại số cổ phiếu ấy, sau đó nhẹ nhàng kiếm được cả đống tiền. Mà nào đã xong, những người này vốn là cổ đông của tập đoàn Vạn Hướng, họ lập tức mở cuộc họp cổ đông rồi chia 5 xẻ 7 tập đoàn, lấy hết những gì đáng giá nhất về tay. Cuối cùng, tập đoàn Vạn Hướng chỉ còn lại nợ nần và cái vỏ trống rỗng. Nghe đến đây, Ngô Bình nói, vậy tập đoàn Vạn Hướng bị phân chia, bên thanh toán cuối cùng là ngân hàng, những người này đúng là thần thông quảng đại, to gan thật. Từ Bá Nhân, những người làm kinh doanh thì đâu biết nể nang gì, ai chẳng máu lạnh, khéo đến người thân còn trở mặt với nhau nữa là. Đường Tử Di, ông Từ, hiện giờ các tài sản đó đều thuộc sở hữu của ngân hàng, dù chúng tôi mua được cũng không liên quan đến tập đoàn Vạn Hướng đúng không? Từ Bá Nhân lắc đầu, vẫn liên quan chứ. Người kế thừa của Vạn Trung Lương vẫn chưa từ bỏ, ông ta còn một cô cháu gái ở nước ngoài, chắc khoảng 21 tuổi gì đó, cô ấy chiếm 1/3 cổ phần của Giang Nam Thành, ngân hàng chỉ có thể bán đấu giá 2/3 thôi.
Chương 258, Thần Huy. Đường Tử Di ngạc nhiên nói, Vạn Trung Lương phân chia tài sản từ trước rồi ư? Từ Bá Nhân, chắc ông ta phát hiện ra chuyện gì đó nên mới sắp xếp trước, sau đó tặng 1/3 cổ phần của Giang Nam Thành và nhiều sản nghiệp cho cô cháu gái lúc ấy mới 10 tuổi tên là Vạn Lộ Khả. Cho nên bất kỳ ai muốn mua Giang Nam Thành đều làm lợi cho Vạn Lộ Khả. Mà những người khác thì không cho phép chuyện đó xảy ra. Đường Tử Di tái mặt nói, rốt cuộc họ là người như thế nào, sao lại mạnh đến vậy? Từ Bá Nhân, có một tổ chức tên là Thần Huy, nghe nói người giàu và có quyền thế nhất thế giới là một thành viên của tổ chức này. Không ai có thể ngăn cản được việc kinh doanh của tổ chức này, nếu họ muốn kiếm tiền thì không ai cản được. Thần Huy, Đường Tử Di thở dài một hơi, tôi từng nghe nói đến tổ chức này rồi, nhà họ Đường tôi cũng suýt tham gia vào mà. Nhưng khi ấy nhà tôi còn yếu thế, chưa đủ tư cách làm thành viên của họ. Từ Bá Nhân gật gù nói, được họ xem xét cho gia nhập là rất vinh hạnh rồi. Hơn nữa, với thế lực và vị trí hiện giờ của nhà họ Đường thì nếu muốn gia nhập chắc sẽ được ngay thôi. Ngô Bình, anh Từ, tóm lại là bây giờ nhà họ Đường không nên tham gia vào vụ này phải không? Từ Bá Nhân, ừ, nó như cái que hàn ấy, ai động vào sẽ bị bỏng ngay. Đường Tử Di cười trừ nói, thật ra Giang Nam Thành là một dự án rất tiềm năng, bỏ thế này thì tiếc quá. Từ Bá Nhân, chẳng có gì phải tiếc cả, sau này thiếu gì cơ hội kiếm tiền khác. Nếu cô thích, có thể xây dựng một Giang Nam Thành khác ở tỉnh Ca đây này. Đường Tử Di cười nói, nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ thử. Từ Bá Nhân rất bận nên chỉ ngồi thêm một lúc là về, Ngô Bình tiễn ông ấy xuống dưới, sau đó mới trở lên. Đường Tử Di đầy thất vọng nói, không ngờ dự án này lại lắm vấn đề như vậy, thế là mừng hụt rồi. Nhưng ít ra chúng ta đã biết đến Thần Huy và Từ Bá Nhân là một thành viên của tổ chức này, Ngô Bình nói. Đường Tử Di kinh ngạc, Từ Bá Nhân là thành viên của Thần Huy ư? Ngô Bình gật đầu, ông ấy chiếm một vị trí quan trọng và rất có quyền thế, ngoài ra còn biết rất tường tận về tổ chức này, có lý do gì mà không gia nhập chứ? Điều quan trọng hơn nữa là em có để ý đến ngữ khí khi ông ấy nói chuyện không? Anh dám chắc đến 90% luôn đấy. Đường Tử Di chớp mắt hỏi, anh cũng muốn gia nhập tổ chức này à? Anh không hứng thú với những gì mình chưa biết, để xem thế nào đã, Ngô Bình đáp. Anh không có ác cảm với Thần Huy, nhưng cũng không thấy hứng thú, chỉ thấy tổ chức này rất thần bí và lớn mạnh thôi. Đường Tử Di thở dài nói, dự án tốt thế này mà lại hụt mất. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, nếu em muốn đầu tư để kiếm khoản lớn thì anh có thể giúp. Chúng ta cùng thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm, được không? Đường Tử Di tò mò hỏi, công ty như thế thì nhà em có rồi, sao phải mở riêng làm gì? Ngô Bình, người ta đầu tư sẽ xem dự án, còn anh thì xem con người. Nhắc đến thuật xem tướng, Ngô Bình có thể nhìn được vận mệnh của một người rồi dùng đó để phán đoán dự của người này có khả thi hay không, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Đường Tử Di nghe đến mức ngây ngẩn, xem người ư? Ngô Bình không giải thích mà cười nói, tóm lại em cứ tin anh là được. Đường Tử Di suy nghĩ rồi nói, em có vốn riêng khoảng 20 tỷ, anh cần bao nhiêu em sẽ chuyển bấy nhiêu. Ngô Bình cười nói, hai chúng ta mỗi người đầu tư 5 tỷ trước rồi tính tiếp. Đường Tử Di đồng ý, được, vậy mọi chuyện do anh quyết hết nhé. Ngô Bình, còn giấy tờ, thủ tục của công ty thì em lo nha. Vâng, Đường Tử Di nói, dự án Giang Nam Thành tan thành mây khói rồi. Em về Vân Kinh đây, ở đó vẫn đang bận. Đường Tử Di dẫn cấp dưới đi luôn. Nhà của Ngô Bình ở phố Lệ Thủy vẫn đang sửa chữa nên anh ở tạm khách sạn gần đó vài ngày. Anh vừa đến khách sạn thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, người đó hỏi anh là Ngô Bình à? Ngô Bình, đúng rồi, ai vậy? Người kia, đại ca của chúng tôi sắp đến rồi, phiền anh cho tôi biết vị trí hiện tại. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, cô là ai? Người kia như kiềm chế cơn giận rồi đáp, tôi là thành viên của đội thiên thần, tên là Hạ Liên. Ngô Bình à một tiếng rồi nói, đội trưởng của đội thiên thần đến nhờ tôi giải độc hả? Tôi đang ở khách sạn, các người đến đi, nhớ mang theo tiền khám chữa. Dứt lời, anh ngắt máy luôn. Hạ Liên đang ngồi trên chiếc xe chạy trong nội thành, tên khốn này, không coi chúng ta ra gì cả, chưa gặp mà đã vòi tiền chữa bệnh rồi. Đoàn Long cười nói, tên khốn mà cô nói không đơn giản đâu. Ông Triệu sắp chết rồi mà cậu ta vẫn cứu được đấy, cậu ta cũng giải độc cho Bạch Tử Quy đó. Hạ Liên ngạc nhiên, giỏi thế cơ á, nhưng sao em chưa nghe nói bao giờ? Đoàn Long, tại cậu ta còn trẻ quá, cứu người cũng ít, nhưng kiểu gì cũng có ngày vang danh thiên hạ.
Nói đến đây, anh ta thở dài một hơi, trong lần hành động vừa rồi, nếu có cậu ta ở đấy thì các anh em ta đã không chết. Hạ Liên vội nói, anh Long, lúc ấy thì đến thần tiên cũng không làm gì được, anh đừng suy nghĩ nữa. Đoàn Long chợt nói, tiểu Hạ, tôi bảo cậu ta gia nhập đội mình nhé. Hạ Liên ngẩn người, mời cậu ta gia nhập ư, cậu ta đủ tư cách không? Cậu ta đã giết cao thủ cảnh giới tiên thiên lâm thiên vương, cô nói xem có đủ tư cách không, Đoàn Long nói. Hạ Liên run lên, cái gì? Anh ta đã giết lâm thiên vương ư? Đoàn Long, tôi cũng mới biết thôi, cậu ta và Từ Quý Phi bắt tay đuổi Chu Phật Sinh đi, sau đó giết đệ tử của ông ta và cả lâm thiên vương. Hạ Liên, nếu anh ta có thể đánh ngang cơ với tu sĩ cảnh giới tiên thiên thì đáng để chúng ta lôi kéo. Giờ mình đang thiếu thành viên nghiêm trọng nên rất cần những cao thủ như anh ta. Đoàn Long gật đầu, hơn nữa, cậu ta còn là người của thần võ ti, điều động cũng dễ. Hạ Liên ngẫm nghĩ rồi nói, anh Long, nhưng thần võ ti có chịu cho anh ta đi không? Đoàn Long, Diệp Thiên Tông nợ anh một ơn cứu mạng nên sẽ đồng ý thôi. Mà Ngô Bình là sư đệ của ông ấy, chắc ông ấy sẽ hiểu đội mình có tương lai hơn thần võ ti. Hạ Liên, lát gặp Ngô Bình, để em hỏi ướm anh ta. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã tới khách sạn mà Ngô Bình ở, một đoàn 5 người đi tới phòng anh rồi ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên 7 giây thì Ngô Bình mới ra mở. Anh đang gặm táo, sau đó quan sát những người này rồi dừng lại ở Đoàn Long đã bị thối giữa một nửa bên mặt, anh là đội trưởng của Thiên Thần hả? Đoàn Long gật đầu, đúng, chào bác sĩ Ngô. Ngô Bình tránh sang một bên, vào đi. Chương 259, 100 triệu euro tiềm khám chữa bệnh. Năm người này cùng đi vào, Đoàn Long nói, bác sĩ Ngô, phiền cậu xem có chữa khỏi chất độc của tôi được không? Ngô Bình vừa gặm táo vừa quan sát gương mặt bị nát của anh ta. Sau đó chẹp miệng nói, anh bị trúng độc, lại còn là độc cương thu, các người chán sống rồi hay sao mà lại chọc vào cương thi hả? Đoàn Long chấn động, Ngô Bình chỉ liếc nhìn một lát mà đã biết anh ta trúng độc cương thi, quả là người tinh tường. Đúng là độc cương thi, bác sĩ Ngô, còn chữa được không? Trông Đoàn Long khá bình tĩnh, nhưng thực chất đang rất lo lắng, dẫu sao câu trả lời của Ngô Bình cũng liên quan đến sự sống còn của anh ta. Ngô Bình ăn nốt quả táo rồi hỏi, anh ăn hoa quả không? Đoàn Long chỉ muốn phát điên, cảm ơn, tôi không ăn đâu. Ngô Bình lại hỏi Hạ Liên, các người ăn không? Hạ Liên đen mặt đáp, bác sĩ Ngô, xin anh hãy trả lời câu hỏi của đại ca, anh có chữa được không? Ngô Bình thở dài, tiếng thở dài của anh khiến tất cả mọi người hoảng loạn, lẽ nào không chữa được ư? Ngô Bình lại cầm một chùm nho lên ăn rồi nói, chất độc này rất khó giải, nhưng các người yên tâm, tôi đảm bảo sẽ chữa được. Đoàn Long sáng mắt lên nói, bác sĩ Ngô, thật ư. Ngô Bình, nhưng phải dùng đến nhiều dược liệu đắt tiền lắm, anh mau sai người đi mua đi, nói rồi, Ngô Bình viết một đơn thuốc rồi đưa cho Hạ Liên. Hạ Liên nhìn một lượt, hầu hết đều là những dược liệu mà cô ấy chưa nghe đến bao giờ nên hỏi, đi đâu mua bây giờ. Nhà họ Đường ở Vân Kinh siêu tầm khá nhiều dược liệu, cô đến đấy mà hỏi, không phải anh kiếm mối làm ăn cho nhà họ Đường. Mà đúng là chỉ nhà họ mới có các dược liệu này thôi, mỗi tội là giá rất đắt. Hạ Liên ra sức gật đầu, tôi sẽ đi ngay. Hạ Liên dẫn người đi mua thuốc, trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Đoàn Long cùng hai tên đàn em của anh ta. Ngô Bình bảo Đoàn Long cởi quần áo xuống, sau đó anh thấy trên vai anh ta toàn các vết thương đã mưng mủ, vết nào cũng to như hạt lạc và đang bốc mùi khó chịu. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi chích từng vết một, sau đó nặn mủ ra rồi cho vào một cái bình nhỏ. Sau khi châm được vài nốt, anh hỏi, sao các người lại chọc vào cương thi? Đoàn Long không giấu giếm mà kể lại mọi chuyện. Khi ấy, Đoàn Long dẫn các thành viên của Thiên Thần đi làm một nhiệm vụ, đó là hộ tống ba người châu Âu đến lăng mộ cổ ở sa mạc. Những người đó cho rằng ở lăng mộ này có giấu những món đồ có giá trị lớn của thời tiền sử, vì thế không tiếc tiền thuê đội Thiên Thần đến hộ tống mình. Vừa vào lăng mộ được một lúc thì họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm, người chết liên tục. Sau khi mở nắp quan tài thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Có một cương thi nhảy từ trong quan tài ra, nó có thực lực rất mạnh, chỉ một chưởng đã có thể đánh bay Đoàn Long ở cảnh giới võ thần, làm anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, nó cứ thế tàn sát hết mọi người, những thành viên của đội Thiên Thần tham gia vào vụ này đều chết cả, mấy người châu Âu kia cũng bỏ mạng. Chờ khi Đoàn Long tỉnh dậy thì cương thi kia đang ăn xác chết ở một lăng mộ khác, anh ta nhân cơ hội đó lao ra ngoài gọi cứu viện. Chờ khi nhóm cứu viện tới thì anh ta đã hôn mê bất tỉnh rồi. Sau khi Đoàn Long tỉnh lại,
nửa bên mặt đã thối rữa, lưng thì chi chít mụn nhọt, các bác sĩ hàng đầu đều nói anh ta chỉ còn sống được một tháng, nếu không nhờ có tu vi cảnh giới võ thần thì chắc anh ta đã chết luôn rồi. Ngô Bình nghe xong thì ừm một tiếng, chứ không nói gì, chỉ tiếp tục châm các vết mủ. Sau khi xử lý hết các vết nhọt ấy xong, anh bắt đầu châm cứu cho Đoàn Long và truyền thụ cho anh ta một môn công pháp để giải độc. Đoàn Long có tu vi rất cao, nhưng chỉ hơi vận công một chút là đã tóa mồ hôi màu đen và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình mở vòi hoa sen trong phòng tắm ra rồi xối thẳng nước nóng xuống, sau đó bảo Đoàn Long đứng dưới vòi nước ấy, để khi chất độc chảy ra sẽ được nước rửa trôi đi. Sau đó, anh đóng cửa lại rồi ngồi xem TV trong phòng khách. TV đang phát buổi họp báo của diễn viên Trần Lăng Sương, mới có một thời gian mà cô ấy đã vụt sáng và nổi đình nổi đám. Vì thế, giá cổ phiếu của Sơn Hải cũng tăng vọt, so với lúc Ngô Bình mua vào thì đã tăng thêm hơn 3 lần, đúng là vượt ngoài mong đợi của anh. Với giá hiện giờ là bán được rồi này, anh lấy điện thoại ra rồi bắt đầu bán cổ phiếu đi, đầu tiên anh bán 1 triệu cổ và thu về hơn 15 triệu. Anh vừa đăng bán đã có người mua ngay, vì thế anh bắt đầu tăng giá dần dần. Cứ thế, Ngô Bình đã bán 30 triệu cổ với giá hơn 500 triệu. 5 triệu cổ còn lại thì anh chờ thêm một lúc mới bán tiếp, như vậy khéo sẽ tăng giá thêm được. Ngô Bình bán cổ phiếu xong thì Hạ Liên đã về, cô ấy xách một cái túi lớn rồi thở dốc nói, bác sĩ Ngô, thuốc anh cần có đủ rồi đây. Ngô Bình hơi kinh ngạc, mới hơn một tiếng mà cô ấy đã gom đủ thuốc rồi, nhanh thật đấy. Anh mở thuốc ra xem thì thấy không có vấn đề gì, anh bảo đi đun nước trong một cái thùng lớn rồi thả thuốc vào, sau đó anh cũng giải độc cho Đoàn Long bằng cách đã làm với Bạch Tử Quy. Nước sôi thì Đoàn Long ngồi vào bên trong ngâm mình, sau đó tiếp tục thi triển vài tâm pháp giải độc. Ngô Bình tiếp tục chế các viên thuốc tễ cho anh ta uống để thúc đẩy quá trình giải độc. Sau khi ngâm mình 3 tiếng đồng hồ, da sau lưng của Đoàn Long đã chóc ra da chết để lộ lớp da mới, chứng tỏ cách chữa trị này có hiệu quả. Ngoài ra, bên mặt bị thối rữa của anh ta cũng tái tạo được lớp da mới, với đà này thì chưa tới 3 hôm nữa, mặt anh ta sẽ bình thường trở lại, thậm chí còn không có sẹo. Đoàn Long biết độc tố trong người mình đang được bài tiết ra ngoài, anh ta cười nói, bác sĩ Ngô, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của cậu. Sau này có gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, thế chúng ta nói đến tiền khám chữa nhé, mấy người châu Âu ấy trả anh bao nhiêu tiền. Hạ Liên tức giận nói, anh có ý gì thế hả? Định lấy tiền chắc. Đoàn Long cười nói, Tiểu Liên, không được vô lễ. Dù có phải trả thêm 10 lần số tiền ấy cũng không đủ để tôi bày tỏ lòng biết ơn đến bác sĩ Ngô đâu. Không cần gấp 10 đâu, 1/3 thôi là được rồi, Ngô Bình nói. Đoàn Long, những người đó trả thôi 300 triệu euro, tôi sẽ trả cậu 100 triệu, được không? Đúng là một khoản tiền lớn. Ngô Bình cười nói, được. Anh chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Giờ anh ở phòng này luôn đi, à khi nào đi nhớ thanh toán tiền phòng. Hạ Liên nghiến răng nói, biết rồi. Ngô Bình, anh cứ ngâm mình liên tục 12 tiếng vào, thuốc thì uống duy trì thì sẽ khỏe lại bình thường thôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Dứt lời, Ngô Bình cầm một cái túi lên, sau đó bỏ những thứ mình đã trả tiền như rượu vang, đồ ăn vặt, xì gà vào đó rồi xách đi, còn tiền phòng thì đã có Đoàn Long lo. Thấy thế, Hạ Liên tức đến mức xì khói, cô ấy liếc nhìn Đoàn Long rồi cố nhịn. Chờ Ngô Bình đi rồi, cô ấy mới nói, tốt xấu gì cũng kiếm cả đống tiền của người ta mà vẫn kỳ thế không biết, đúng là mất mặt. Đoàn Long cười lớn nói, tôi lại thấy cậu ta thú vị đấy chứ. Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, cô chọn vài chai rượu ngon và xì gà mà tôi cất cho bác sĩ Ngô nhé, coi như quà cảm ơn. Hạ Liên trợn tròn mắt, anh Long, chúng ta đã trả tiền rồi mà. Còn tặng quà làm gì nữa? Đoàn Long cười nói, cậu ta đã cứu mạng tôi. Nghe thấy thế, Hạ Liên ngậm miệng ngay rồi ngoan ngoan gật đầu. Rời khỏi khách sạn, Ngô Bình xa sầm mặt rồi về phố Lệ Thủy. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, Từ Quý Phi đang ngồi điều chỉnh hơi thở ở phòng khách chờ anh về. Chương 260, Bá chủ Võ Lâm. Nhà cửa đã trở lại như ban đầu, Ngô Bình nhìn trái ngó phải rồi vô cùng hài lòng. Anh bỏ đồ lấy ở khách sạn xuống bàn rồi nói, anh ba, làm vài ly không? Khí tức của Từ Quý Phi vững như bàn thạch, tu vi ở cảnh giới tiên thiên đã vững vàng hơn, ông ấy cười nói, thôi, chú đã suy nghĩ xong chưa? Ông ấy đang nhắc đến chuyện muốn Ngô Bình tiếp quản địa bàn của Chu Phật Sinh. Ngô Bình ngồi xuống chỗ đối diện với Từ Quý Phi, sau đó cầm đồ ăn vặt lên ăn rồi nói, anh ba,
tỉnh Ca Đâu chỉ có mỗi khu đó, các huyện bên dưới có nhiều nhân vật tài giỏi lắm. Trước khi ra quyết định, em cũng phải hiểu về tình hình của tỉnh Ca đã chứ. Từ Quý Phi cười nói, thế chú đã tìm hiểu chưa? Nếu nói về việc nắm bắt tình hình trong giang hồ thì không ai qua được Thần Võ Ti, khi ở khách sạn, Ngô Bình đã nhận được thông tin chi tiết về tất cả các nhân vật trong giới rồi. Anh cảm thán nói, cao thủ ở tỉnh Ca nhiều thật, Chu Phật Sinh chỉ nổi ở một nơi thôi, chứ các bang phái và gia tộc võ lâm khác cũng ghê gớm lắm. Từ Quý Phi, đương nhiên, chú muốn thế vị trí của Chu Phật Sinh thì phải được những người đó công nhận. Nếu họ không phục thì vị trí của chú sẽ lung lay, sau đó sẽ liên tục có người tới quấy rối. Ngô Bình, khó ở chỗ là để họ phục mình, đến Chu Phật Sinh cũng miễn cưỡng làm được điều này thôi mà. Từ Quý Phi, Chu Phật Sinh chưa phải cao thủ võ lâm ở tỉnh Ca đâu, ông ta đứng vững được là vì có một cao thủ cảnh giới tiên thiên tên là Liễu Trọng Hiên chống lưng cho thôi. Ngô Bình chớp mắt hỏi, cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng có thể đại diện cho giới võ lâm ư? Từ Quý Phi, người này không chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, mà còn rất thân với chủ tịch tỉnh hiện giờ. Ngô Bình cười nói, có thực lực, có mối quan hệ, bảo sao mà chi phối giới võ lâm ở tỉnh Ca. Từ Quý Phi, chẳng mấy nữa, thực lực của chú còn vượt qua Liễu Trọng Hiên ấy chứ, thêm các mối quan hệ của chú nữa thì có ai ở tỉnh Ca dám không phục nào. Ngô Bình, anh ba, có gì thì anh nói luôn đi. Từ Quý Phi cười nói, bước thứ nhất là chú phải nắm được giới võ lâm ở Vân Đình. Theo anh được biết thì ở đó có một thế lực thần bí, đến Liễu Trọng Hiên cũng không dám vớ vẩn, nếu chú chiếm được nơi đó thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ nể phục. Ngô Bình, Vân Đình là quê em, chắc chắn em sẽ làm rồi. Xử lý Vân Đình xong thì có thể thuận thế lên tỉnh luôn, có uy của hai thành phố, thêm hỗ trợ của nhà họ Từ nữa thì mọi người trong giới cứ phải gọi là tới công chuyện với chú. Nói đến đây, Từ Quý Phi chợt lạnh mặt, bước thứ ba là giải quyết Liễu Trọng Hiên, ông ta phải chọn giữa khuất phục và biến khỏi nơi này. Ngô Bình, anh ba, nhất định phải trở mặt với nhau ư. Ngô Bình thờ ơ nói, chỉ có người thực lực bình bình mới phải sống trong thỏa thuận, khi bên nào chèn ép được bên kia thì sẽ xảy ra tranh chấp và chiếm đoạt ngay. Ngô Bình thở dài nói, khi nào đến lúc đó hãy hay. Từ Quý Phi, nói vậy là chú đồng ý rồi hả? Ngô Bình gật đầu, em biết vị trí này khó mà ngồi được, nhưng nếu có nhà họ Từ giúp sức thì em không có lý do nào để từ chối cả. Từ Quý Phi bật cười, tốt, chuyện này coi như xong. Chú mau về Vân Đỉnh rồi lên kế hoạch đi. Ngô Bình, anh ba, có chuyện này em muốn nói với anh, em vừa giải độc cho Đoàn Long đấy. Từ Quý Phi, Đoàn Long nào cơ? Ngô Bình kể vắn tắt lại chuyện về đội Thiên Long và Thiên Thần cho Từ Quý Phi nghe, ông ấy biến sắc mặt nói, tên này ra tay ác thật. Ngô Bình thở dài, anh ba cũng thấy vậy à? Từ Quý Phi cười lạnh nói, nếu anh đoán không nhầm thì người của đội Thiên Thần và cả mấy người châu Âu kia đều chết dưới tay của Đoàn Long đấy. Dù không phải đích thân hắn ra tay, nhưng chắc chắn có lên kế hoạch. Ngô Bình gật đầu, em cũng đoán vậy, lý do là em phát hiện dù Đoàn Long bị trúng độc cương thi, nhưng tim vẫn được bảo vệ. Chính xác mà nói thì anh ta hoàn toàn có thể đẩy chất độc ra ngoài được, chứ không cần mất tiền nhờ em chữa cho làm gì. Từ Quý Phi nhăn mặt nói, nếu đúng là Đoàn Long thì kiểu gì hắn cũng tìm cách giết chú. Diệt em để diệt khẩu ư, Ngô Bình ngạc nhiên, trước đó anh đã thấy hơi lo rồi, giờ kế hoạch bị Từ Quý Phi vạch trần, anh nghe mà toát mồ hôi. Từ Quý Phi, chẳng, ngoài chú ra, còn ai trên đời này nghi ngờ hắn nữa. Ngô Bình, anh ta biết thân phận của em rồi mà, chẳng lẽ không sợ người của sư phụ em trả thù sao? Từ Quý Phi, cho nên nhất định hắn sẽ khử chú một cách kín kẽ. Hơn nữa hắn sẽ không đích thân ra tay đâu. Ngô Bình nghiến răng nói, miễn không phải tu sĩ cảnh giới võ vương thì em cân được hết. Từ Quý Phi lắc đầu, kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới, có lo cũng không được, chú cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Ngô Bình dẫu dĩ, sao số anh đen vậy chứ, cứ tưởng kiếm được một món hời, ai dè lại bị cao thủ cảnh giới võ thần tính kế. Từ Quý Phi vỗ vai anh, chuyện xấu rồi nên chú em lo mà tu luyện để nâng cao thực lực đi. Ngô Bình thở dài, thế giới này thật là tàn khốc. Thế giới vốn vậy mà, chỉ có người bình thường mới bị lừa bởi các tuyên truyền của xã hội thôi. Từ Quý Phi đứng dậy, anh đột phá tiên thiên rồi nên có thể tu luyện các công pháp khác. Sắp tới anh sẽ bế quan một thời gian, bao giờ xong anh sẽ đi tìm chú. Tiễn Từ Quý Phi về xong, Ngô Bình tiếp tục mày mò về quyền ý. Sau trận đấu với Lâm Thiên Vương, anh cảm thấy khoảng cách tới ngưng ý không còn bao xa nữa, nhưng muốn đột phá được cảnh giới này thì cực khó.
Ngô Bình tập bài luyện thể đến khi tập nhuần nhuyễn động tác thứ ba thì trời cũng đã sáng. Một lát sau, Chu Thanh Nghiên đã hẹn gặp anh để bàn chuyện làm từ thiện. Mấy hôm vừa rồi, cô ấy đã tìm hiểu và lên kế hoạch cho anh, thậm chí còn lập một tổ công tác. 7 giờ sáng, Chu Thanh Nghiên đã đến nhà của Ngô Bình ở Lệ Thủy, ngoài ra còn dẫn theo 5 thành viên của tổ công tác theo. Chu Thanh Nghiên đặt một tập tài liệu trước mặt anh, Ngô Bình chố mắt nói, Thanh Nghiên, em làm giúp anh đi, chứ anh không hiểu đâu. Chu Thanh Nghiên liếc anh một cái, thế anh định trả em bao nhiêu? Ngô Bình nghiêm túc nói, 5.000. Chu Thanh Nghiên định đánh anh, không thèm. Sau đó, cô ấy bắt đầu vào việc một cách nghiêm túc. Chu Thanh Nghiên nói qua về kế hoạch cho Ngô Bình nghe, đại khái là họ sẽ thành lập một nhóm thiện nguyện chuyên nghiệp, vì làm từ thiện không đơn giản, cũng cần mua bán nhiều thứ. Ngoài ra, Chu Thanh Nghiên còn thông báo các doanh nghiệp đứng sau như thị trấn Phỉ Thúy mà Ngô Bình đầu tư hay nhà máy hóa chất và nhà máy thuốc. Như vậy thì những người ủng hộ sẽ vững tin hơn, và mua hàng của họ nhiều hơn. Sau khi thành lập nhóm thì phải thu thập số liệu, kiểm tra thông tin và phối hợp với các cơ quan đoàn thể nên cần có bên chuyên môn hỗ trợ. Cuối cùng mới đến công đoạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Chu Thanh Nghiên tính làm hết những việc này phải mất nửa năm. Ngô Bình bỏ ra 300 triệu làm vốn cho doanh nghiệp của tổ chức từ thiện này, Chu Thanh Nghiên và anh sẽ nắm quyền quản lý. Hai ngày sau, Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đều dính lấy nhau từ sáng đến tối, tới ngày thứ ba, anh bỗng nhận được điện thoại của Đường Băng Vân, cô ấy thông báo kế hoạch thực chiến bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.